Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Sáng nay tiếp tục sư sẽ chia sẻ về năm ngũ uẩn. Và bài pháp hôm nay sư nghĩ rằng nó cũng rất là cần thiết trong cái vấn đề chúng ta tu tập tứ niệm xứ. Chúng ta là một hành giả tu tập tứ niệm xứ thì chúng ta phải có một số thông tin, tức là chúng ta phải có một số kiến thức về Phật pháp và những cái pháp có liên quan đến cái việc mà chúng ta thực hành tứ niệm xứ. Tại vì chúng ta tu tập tứ niệm xứ là chúng ta muốn cho cái sự hiểu của mình và cái sự tu tập của chúng ta đạt đến hiệu quả, và để chúng ta phát triển đạt đến những tầng tuệ và chúng ta đạt đến sự giác ngộ trong tương lai. Và chúng ta tu tập tứ niệm xứ mà chúng ta không có hiểu một số giáo lý của Đức Phật thì không thể nào chúng ta thực hành tứ niệm xứ được. Chúng ta có thực hành thì chúng ta cũng dậm chân tại chỗ, hay là cái hiểu chúng ta nó rất là non nớt, nó không có được già dặn sâu sắc. Và trong 10 ngày tu tập thiền á, sư chữ thiết những cái bài pháp có liên quan đến cái việc mà chúng ta tu tập, chứ sư không có thiết ngoài lề về cái vấn đề mà chúng ta tu tập tứ niệm xứ. Và những bài pháp mà sư thiết trong 10 ngày này, nếu Phật tử chúng ta cố gắng chúng ta nghe tới nghe lui nhiều lần thì sư nghĩ rằng như đó cũng đủ cho chúng ta thực hành tứ niệm xứ. Tuy rằng không nhiều nhưng mà sư nghĩ như đó cũng là đủ rồi. Vì chúng ta thấy rằng các vị thiền sư lõ lạc ở Miến Điện hay là Thái Lan đó, thì các ngài là những vị thông cả hai môn, đó là pháp học và pháp hành. Và thiền sư Mô Gốc đó, ngài có nói rằng đó, chúng ta tu tập tứ niệm xứ mà chúng ta chưa hiểu về bài kinh tứ niệm xứ, chúng ta chưa hiểu về năm uẩn như thế nào, chúng ta chưa hiểu về tứ diệu đế hay là bát chánh đạo, thì chúng ta không thể nào đạt đến sự giác ngộ. Thì theo cái sự kinh nghiệm của sư thấy cũng vậy, tức là chúng ta phải có một số kiến thức cơ bản. Và khi đó chúng ta hiểu là chúng ta thực hành tới đâu chúng ta sẽ hiểu rõ tới đó. Và trong lúc mà chúng ta thực hành tứ niệm xứ, chúng ta biết rằng trong lúc này mình phải ứng dụng như thế nào, mình phải phát triển những cái pháp nào cho nó thật mạnh. Và trong lúc chúng ta thực hành tứ niệm xứ, có những lúc chúng ta phải cần giảm những cái pháp nào. Chúng ta chạy xe từ đây về thành phố thì có những đoạn đường chúng ta chạy cần phải thật nhanh, có những đoạn đường chúng ta phải chạy chậm, tùy theo cái tốc độ, tùy theo cái đoạn đường đó mà bên nhà nước người ta cho mình chạy như thế nào. Và có những đoạn đường có ổ gà đó thì chúng ta phải cần tránh né như thế nào. Và trong lúc con đường nó thẳng thì chúng ta phải chạy như thế nào. Thì như thế nào cũng vậy, chúng ta tu tập tới niệm xứ, cái cơ bản đầu tiên đó, là sư chỉ cho các vị là chánh niệm, tức là những gì đang xảy ra chúng ta chỉ có bổn phận là quan sát một cách khách quan, đó là chúng ta đang phát huy chánh niệm. Chúng ta chỉ hay biết vậy thôi, những gì xảy ra chúng ta cứ hay biết. Thì đó là cái cơ bản đầu tiên, nhưng mà không phải lúc nào chúng ta cũng vậy. Có những lúc chúng ta phải tận dụng những cái pháp nào để chúng ta thẩm sát. Khi tâm chúng ta yên rồi thì không phải lúc nào chúng ta cũng cứ khách quan như vậy, mà có những lúc mà tâm chúng ta yên, chúng ta phải dùng cái trí tuệ của mình bằng cách thẩm sát để chúng ta hiểu được cái bản chất pháp, tức là chúng ta phải sử dụng trạch pháp giác chi để chúng ta xuyên thấu các pháp, chứ không phải là lúc nào chúng ta cũng khách quan như vậy. Và có những lúc mà chúng ta tu tập mà tâm chúng ta nó bị dao động do cái sự tinh tấn chúng ta nhiều
tâm chúng ta nó dao động quá thì chúng ta phải sử dụng những cái pháp nào để cho tâm chúng ta nó cân bằng lại, nó không bị dao động nữa, để tâm chúng ta có sự bình yên tĩnh lặng. Và nếu mà chúng ta không hiểu được lời dạy của Đức Phật á, thì sao mà chúng ta có thể cân bằng được để cho tâm chúng ta liên tục cái chánh niệm của chúng ta và cái sự hiểu biết của chúng ta mỗi ngày nó gia tăng. Và nếu mà các vị tu để cho cái tâm các vị yên, an ổn, dễ ngủ hay là không có bị chết thì suy nghĩ thì các vị không cần. Còn các vị mà muốn có trí tuệ hiểu biết để các tuần tuệ phát sanh hay là chúng ta đạt đến Niết Bàn thì chúng ta phải cần hiểu những cái pháp mà Đức Thế Tôn Ngài đã dạy chúng ta. Để chúng ta hiểu rồi chúng ta ứng dụng. Thì chúng ta tu tập tính niệm xứ mà chúng ta đó phải cần hiểu thông về năm uẩn. Và hôm nay sẽ trình bày về năm uẩn, sẽ trình bày trên phương diện pháp học và sẽ trình bày trên phương diện pháp hành. Trong lúc chúng ta thực hành tứ niệm xứ, tức là chúng ta đang quán sát về năm uẩn. Và khi chúng ta hiểu rõ được năm uẩn trên lý thuyết, trong lúc mà chúng ta quan sát, chúng ta mới biết đây là sắc uẩn, đây là thọ uẩn, đây là tưởng uẩn, đây là hành uẩn và đây là thức uẩn. Cho nên Đức Phật dạy rằng pháp của Đức Thế Tôn dành cho người trí, tức là chỉ có người trí mới thẩm nghiệm, mới hiểu được. Còn nếu chúng ta đó không có tha thiết để tầm cầu học hỏi, để tu tập, để phát triển trí tuệ đó, thì chúng ta không thể nào cảm nhận được giáo pháp của Đức Phật. Thì hôm nay sẽ trình bày về năm uẩn. Thì chữ khanh thá đó gọi là uẩn, tức là nghĩa là nhóm hay là khối, tức là một nhóm hay là một khối. Vậy được gọi là uẩn. Thì trong cái con người chúng ta đó gồm có hai thành phần, đó là vật chất và tinh thần. Thì đây đó, năm uẩn là chỉ cho về cái con người chúng ta gồm có thân thể và cái tâm của chúng ta. Thì sắc uẩn là gì? Sắc uẩn là chỉ cho cái thân của chúng ta gồm có bốn đại: đất, nước, lửa, gió, nó thuộc về sắc uẩn. Và thọ uẩn đó thì nó thuộc về tinh thần, tức là cái cảm giác của nội tâm chúng ta. Có lúc chúng ta buồn, có lúc thì chúng ta thản nhiên, và có những lúc thì chúng ta vui vẻ. Thì vui, buồn và thản nhiên đó, thì nó thuộc về thọ uẩn, tức là cái cảm giác của nội tâm. Thứ ba là nó thuộc về tưởng uẩn. Tưởng uẩn là gì? Tức là cái sự kinh nghiệm, những gì mà chúng ta đã biết trong quá khứ, bây giờ chúng ta biết lại, chúng ta hiểu được, cái đó thuộc về tưởng uẩn. Các vị đã gặp sư, biết sư là sư Khánh Tuệ, bây giờ các vị nhìn lại, các vị biết sư đây là sư Khánh Tuệ, thì cái sự biết do sự kinh nghiệm đó nó thuộc về tưởng uẩn. Và cái thứ tư nó thuộc về hành uẩn, tức là cái sự cố ý, cố ý muốn suy nghĩ thiện, cố ý muốn suy nghĩ ác, tức là cái sự cố ý, cái sự hướng tâm của chúng ta đó, nó thuộc về hành uẩn. Và thứ năm nó thuộc về thức uẩn, tức là chúng ta nhận thức qua sáu giác quan bằng cách đơn thuần. Thì chúng ta tu tập đó là chúng ta phải hiểu được năm uẩn. Thì trong lúc chúng ta tu tập tứ niệm xứ đó, tức là chúng ta đang quan sát về năm uẩn. Và bây giờ sẽ trình bày để cho người cư sĩ chúng ta hiểu. Chúng ta tu tập tứ niệm xứ, tức là chúng ta đang khám phá về thân tâm này. Chúng ta đang khám phá về năm uẩn, tức là chúng ta là những người nhà khoa học vĩ đại. Chúng ta hiểu về vật chất và chúng ta hiểu về tâm linh. Thì sư sẽ trích dẫn trong cái bài kinh Tương Ưng Bộ Kinh mà Đức Phật có dạy cho các vị tỳ kheo rằng: này các tỳ kheo, sắc là vô thường. Cái gì vô thường, nó là khổ. Cái gì là khổ, cái đó là vô ngã. Cái gì là vô ngã, cần với chánh trí tuệ quán rằng: cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, và cái này không phải là tự ngã của tôi. Này các tỳ kheo, thọ là vô thường. Cái gì vô thường, cái đó là khổ.
Cái gì khổ, cái đó là vô ngã. Cái gì vô ngã cần với chánh trí tuệ, quán rằng cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi. Này các tỳ kheo, tưởng là vô thường. Cái gì vô thường là khổ, cái gì là khổ, cái đó là vô ngã. Cái gì là vô ngã cần với chánh trí tuệ, quán rằng cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi. Này các tỳ kheo, hành là vô thường. Cái gì vô thường là khổ, cái gì khổ là vô ngã, cái gì là vô ngã cần với chánh trí tuệ, biết rằng cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi. Này các tỳ kheo, thức là vô thường. Cái gì vô thường là khổ, cái gì khổ là vô ngã, cái gì vô ngã cần quán với chánh trí tuệ, biết rằng cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Và vị tỳ kheo biết rõ như vậy, tức là vị tỳ kheo sẽ được giải thoát, không còn tái sanh trong tương lai nữa. Thì đây sư sẽ trình bày phân tích năm uẩn trên phương diện lý thuyết, và sư sẽ trình bày trên phương diện pháp hành để người cư sĩ chúng ta hiểu. Khi chúng ta thực hành tứ niệm xứ, tức là chúng ta đang khám phá về năm uẩn. Và khi chúng ta thực hành tứ niệm xứ đó, để sau này chúng ta thấy được năm uẩn là vô thường, khổ, vô ngã. Và chúng ta biết năm uẩn này là vô thường, khổ, vô ngã, thì chúng ta sẽ nhàm chán đối với năm uẩn và chúng ta sẽ ly tham, và chúng ta sẽ hoàn toàn giải thoát. Bây giờ chúng ta tu tứ niệm xứ mà chúng ta không biết cái nào là sắc uẩn, không biết cái nào là thọ uẩn, không biết cái nào là tưởng uẩn, không biết cái nào là hành uẩn, không biết cái nào là thức uẩn, thì sao mà chúng ta có thể tu tập để đạt đến niết bàn? Thì bây giờ sẽ đề cập phân tích cho các Phật tử chúng ta hiểu sắc uẩn. Sắc uẩn là gì? Tức là chỉ cho cái thân thể của chúng ta, tất cả chúng ta ngồi đây đó, cái thân vật chất này nó thuộc về sắc uẩn. Thì cái sắc uẩn này từ đâu có? Tức là do nghiệp quá khứ chúng ta đã tạo. Do quá khứ chúng ta đã làm những điều lành, điều thiện, nên do cái thiện nghiệp đó chúng ta được sanh làm người, tức là chúng ta có cái sắc uẩn này. Thì khi mà chúng ta đó tạo cái thiện nghiệp, chúng ta có sắc uẩn này rồi đó, thì chúng ta không có hiểu gì Phật Pháp. Chúng ta luôn luôn cứ nghĩ rằng cái sắc uẩn này, cái thân thể này là thường hằng, là an lạc, là tự ngã, là vĩnh cửu. Và chúng ta luôn luôn chúng ta chấp thủ, chúng ta bảo thủ nó, và chúng ta sẽ làm những cái điều ác. Thân chúng ta có thể sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Tức là chúng ta có thân đây đó để chúng ta làm khổ chúng sanh khác. Và có những kiếp mà chúng ta tạo những cái điều ác đó, do cái ác nghiệp đó chúng ta sanh vào những cảnh giới như là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Và có những kiếp mà chúng ta sanh vào những cái loài bằng sanh đó là do ác nghiệp mình tạo, nên mình phải sanh thành những cái loài thú như trâu, bò, gà, vịt, heo. Và chúng ta cũng chấp vào cái thân đó đó, cái sắc uẩn đó đó, là tự ngã của mình, mình chấp thủ để mình làm ác. Và có những lúc mà chúng ta làm những điều ác, chúng ta chết, chúng ta tái sanh vào cảnh giới địa ngục đó, thì chúng ta cũng chấp vào cái thân ở dưới địa ngục đó là tự ngã của mình. Nên chúng ta đó không gặp được Phật Pháp đó, thì chúng ta sanh ra bất cứ đời nào thì chúng ta cũng chấp vào cái thân thể này là tự ngã của ta và ta, rồi chúng ta mới hành động những cái điều lỗi lầm để chúng ta tạo ác nghiệp. Còn đối với Bậc Thánh, các ngài biết rõ cái thân này là sắc uẩn, không phải là tự ngã của các ngài. Các ngài không có khổ vì nó nữa. Thì cái thân của chúng ta đó, ở đây đó, thì chúng ta phải hiểu rằng đó, nếu mà chúng ta phân tích theo vi diệu pháp thì nó gồm có bốn đại: đất, nước, lửa, gió. Trong thân thể của chúng ta đó, mà chúng ta dùng tay chúng ta đụng vào cái thân thể của mình mà chúng ta thấy cứng mềm đó, thì nó thuộc về chất đất. Cái thân thể chúng ta mà chúng ta đụng vào mà chúng ta thấy nóng và lạnh đó, cơ thể mình thấy cái nhiệt độ nóng và lạnh, chúng ta phải biết đó là chất lửa. Cái cơ thể chúng ta đó, chúng ta thấy cái sự chuyển động hơi thở vào, hơi thở ra, hay là cái bụng chúng ta phồng lên xẹp xuống, thì nó thuộc về chất gió.
Và cái thân thể chúng ta được kết dính, được tươi nhừng, nó thuộc về cái chất nước. Thì cái thân thể chúng ta phân tích ra chỉ có bốn đại thôi. Còn khi mà chúng ta đề cập phân tích theo tạng kinh đó, thì cái thân thể chúng ta gồm có 32 thể trược mà nó thành cái thân thể này. Từ đầu, từ đỉnh đầu trở xuống cái bàn chân chúng ta bao bọc một lớp da gồm có tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, phổi, lá lách, ruột già, ruột non, bao tử, đờm, mủ, máu, mồ hôi, nước mắt, nước nhớt, vân vân. Tức là 32 thể trược rắp ráp lại để trở thành cái thân thể vật chất của mình. Thì chúng ta thấy rằng á, cái thân thể của chúng ta nếu mà phân tích ra đó, nó không có gì đẹp cả. Chúng ta đi ra ngoài đường đó, chúng ta thấy rằng những người mà họ bị xe đụng đó, thì mỗi cái chi phần nó văng ra từ cái chi phần như vậy đó, chúng ta thấy nó rất là bất tịnh. Và cơ thể chúng ta nó khi mà nó lọt ra cái chi phần nào đó, thì thật sự ra nó rất là ghê tởm. Cái bản chất nó là như vậy. Vậy khi chúng ta đến đạo Phật á, Đức Phật thiết cho chúng ta thấy về sự thật. Đạo Phật là đạo chân thật mà, chỉ cho chúng ta rõ để chúng ta biết được cái bản chất của nó. Thời xưa đó, khi mà Đức Thế Tôn còn tại thế đó, thì Kheo Ni Khê Ma đó là một vị đó trí tuệ đệ nhất bên hàng Tỳ Kheo Ni đệ tử của Đức Phật. Mà xưa kia bà là hoàng hậu, bà chưa đi xuất gia đó, bà có một cái dung sắc rất là xinh đẹp. Bà luôn luôn đó bảo vệ cái thân của bà. Mà khi mà bà nghe mọi người nói rằng Đức Phật thiết đó, cái thân này là vô thường, khổ vô ngã, là bất tịnh đó, nên bà không dám đến để nghe pháp. Và có lần nọ thì Đức Vua mới dùng mọi phương tiện để cho bà đến, bà nghe Đức Thế Tôn thiết. Thì một ngày nọ bà đến đó, bà đến nghe, đến gần Đức Phật. Và khi đó Đức Phật mới dùng thần thông hóa hiện ra một người con gái xinh đẹp hơn bà nữa. Một cô gái trẻ trung 18 tuổi, là Đức Phật mới dùng thần thông á, làm cho cái cô gái này mới từ cái xinh đẹp đó và lớn lên và già nua. Già nua xong bắt đầu cái cô gái mình mới ngã xuống và chết, và cái thân thể mới sình ra, tan rã. Thì trong lúc hoàng hậu Khê Ma đó thấy như cái những cái hiện tượng đó, thì nó bà quán vào cái thân thể này, bà hiểu được cái bản chất vô thường, khổ vô ngã, bất tịnh của cái thân này, bà chứng A-la-hán. Khi bà chứng A-la-hán rồi, bà bỏ cái ngôi vị, bà đi xuất gia trở thành một vị Tỳ Kheo Ni. Thì đây đó, chúng ta đã tu tập là chúng ta phải nhận thức được những cái sự thật về cái thân chúng ta. Chúng ta nhận thức về sự thật về cái sắc uẩn. Chúng ta nhận thức được để làm gì? Để chúng ta nhàm chán, chúng ta không có vì cái thân này mà chúng ta làm những điều ác nữa. Chứ nếu mà chúng ta không có nhận thức được, chúng ta cứ nghĩ cái thân này là đẹp, cái thân này là thường, cái thân này là tự ngã của mình, để chúng ta dung dưỡng đó. Mà ai đụng tới cái thân chúng ta một chút là chúng ta tìm mọi cách để chúng ta trả thù, tìm mọi cách để chúng ta hại người khác, tức là chúng ta tạo ác nghiệp. Còn khi chúng ta hiểu được cái thân này nó là vô thường, nó là khổ, nó là bất tịnh, nó là vô ngã, không phải là của chúng ta đó, thì chúng ta tự tại, chúng ta mượn cái thân này, tận dụng cái thân kiếp người này để chúng ta làm những thiện pháp, chúng ta tận dụng cái thân người này để chúng ta tu tập, để chúng ta đạt đến cái sự giác ngộ. Nhưng mà bây giờ chúng ta muốn tận dụng nó thì chúng ta phải hiểu, hiểu được cái bản chất của thân này như thế nào. Thì chúng ta thấy rằng trong cuộc sống này đó, cái gì làm chúng ta khổ? Thứ nhất là cái thân này làm chúng ta khổ. Mỗi ngày chúng ta đó đi làm lụng á, chúng ta kiếm tiền á, chúng ta muốn kiếm tiền nhiều để làm gì? Tức là chúng ta lo cho cái thân này. Chúng ta muốn cho nó ở nhà đẹp, chúng ta muốn cho nó ăn ngon, chúng ta muốn cho nó bằng đẹp, và chúng ta phải lo lắng cho nó, trưng diện cho nó. Chúng ta thương nó, chúng ta quý nó như vậy đó. Nhưng mà khi nào cái thân của chúng ta đó mà nó phát sinh căn bệnh, thì khi đó như là bệnh nhức răng, nhức đầu, đau bụng, hay là chúng ta bệnh ung thư,
Thì những cái cơn đau đó chúng ta thấy từ đâu mà có? Tức là do cái thân này. Bởi vì cái thân này đó là một sự khổ. Và chúng ta bảo vệ nó, chúng ta sợ người khác đánh đập nó, và chúng ta tìm nhiều mọi cách để chúng ta bảo vệ nó. Nhưng mà nó đâu có giúp cho chúng ta đâu, được bình yên đâu. Khi nào nó muốn bệnh, nó bệnh. À, khi mình nó bệnh lên thì chúng ta đau khổ vô cùng. Thì Đức Phật mới dạy rằng, này các tỳ kheo, có bốn con rắn độc, thỉnh thoảng hãy tắm rửa chúng, thỉnh thoảng hãy cho chúng ăn, thỉnh thoảng hãy đưa chúng vào huyệt để ngủ. Nhưng này các tỳ kheo, khi nào bốn con rắn độc này tức giận, nó phun nọc độc, thì nó làm cho người đó chết, và người đó đau khổ và thống khổ. Thì bốn rắn độc ở đây đó, Đức Thế Tôn Ngài ám chỉ cho cái thân chúng ta gồm có bốn đại: đất, nước, lửa, gió. Thỉnh thoảng chúng ta cho nó ăn, chúng ta tắm rửa cho nó, là chúng ta lo cho nó. Nhưng mà bốn đại không hòa đó thì nó phát sanh bệnh đó, thì chúng ta đau khổ. Thì khi chúng ta hiểu như vậy đó, thì chúng ta mới không có chấp thủ vào cái thân này nữa. Thì khi chúng ta biết cái thân này đó là bất tịnh như vậy, là khổ đau như vậy, không phải là chúng ta hủy hoại nó đi, nhưng mà chúng ta phải tận dụng nó để làm những cái thiện pháp. Có thân đây chúng ta phục vụ, chúng ta làm lợi ích cho người khác. Tức là có thân đây để chúng ta làm những cái điều lợi cho mình, cho người, để chúng ta tạo những cái phước báo. Như vậy tức là chúng ta tu đó. Rồi bây giờ chúng ta tu tập tứ niệm xứ đó, là chúng ta gọi là chúng ta khám phá về cái sắc pháp của chúng ta. Đức Phật mới dạy rằng, này các tỳ kheo, sắc là vô thường, cái gì vô thường là khổ, cái gì khổ là vô ngã, cái gì vô ngã cần với chánh trí tuệ biết rằng cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, và cái này không phải là tự ngã của tôi. Thì bây giờ chúng ta muốn biết được cái thân này là vô thường, khổ, vô ngã đó, nó không phải là của mình đó. Bây giờ chúng ta muốn biết được như vậy, chúng ta phải làm sao? Tức là không ngoài con đường nào khác, tức là chúng ta thực hành tứ niệm xứ. Thì lâu ngày chúng ta thấy được cái thân này là vô thường như thế nào, chúng ta trải nghiệm khổ đau như thế nào tự mình biết rõ, và sự vô ngã như thế nào mình biết rõ. Tức là chúng ta biết rõ bằng cái cách chúng ta chánh niệm và có trí tuệ, chứ không phải chúng ta biết qua sách vở nữa. Bây giờ chúng ta muốn trải nghiệm, chúng ta biết bằng cái sự thật chứng của mình, bằng cái sự chứng đạt của mình, bằng cái sự trải nghiệm của mình, thì các vị phải thực hành tứ niệm xứ. Cho nên các vị vào tu tập ở đây đó, sư chỉ cho các vị tu tập về thân quán niệm xứ đó. Các vị theo dõi hơi thở vào, hơi thở ra, tức là chúng ta đang quan sát về tứ niệm xứ, thân quán niệm xứ. Hơi thở vào, hơi thở ra nó thuộc về cái sự chuyển động đó, cái chất gió. Hay là chúng ta quan sát về cái sự phồng xẹp, thì phồng lên, xẹp xuống, thì cái sự chuyển động nó thuộc về chất gió, thuộc về phóng đại đó. Là chúng ta theo dõi phồng xẹp thì chúng ta cũng thấy được cái sự cứng mềm của phồng xẹp, đó là chất đất. Chúng ta theo dõi phồng xẹp, chúng ta sẽ thấy được cái sự nóng lạnh của phồng xẹp, nó thuộc về chất lửa. Thì khi mà chúng ta đó quan sát, ngồi chúng ta quan sát hơi thở, hay là chúng ta quan sát về phòng dẹp, hay là các vị đi kinh hành, các vị dở bước đạp, hay các vị cái lòng bàn chân các vị xúc chạm xuống cái nền gạch, mà sư kêu các vị quan sát cái sự cứng mềm đó, nó thuộc về chất đất. Thì khi các vị quan sát được cái sự chuyển động của bàn giò, các vị đang quan sát về chất gió. Và có những lúc chúng ta thấy cái lòng bàn chân chúng ta chạm xuống nền gạch đó, có những lúc chúng ta thấy nóng lạnh đó, nó thuộc về chất lửa. Thì chúng ta quan sát như vậy để sau này chúng ta thấy thân thể này chỉ có đất, nước, lửa, gió thôi, nó hợp thành. Rồi Đức Phật mới dạy rằng sắc là vô thường, thì các vị mới quan sát phòng, các vị thấy phòng nó xanh lên nó cũng mắc, phòng nó xẹp xuống chúng ta ghi nhận, chúng ta thấy nó cũng mắc. Hơi thở vào chúng ta quan sát, chúng ta thấy nó vào nó cũng mắc. Thở ra chúng ta quan sát, chúng ta thấy, theo dõi nó cũng mắc. Rồi chúng ta đi đó, chúng ta thấy rằng cứng mềm chúng ta quan sát nó cũng mắc. Chuyển động chúng ta quan sát, chúng ta thấy nó cũng mắc.
Rồi cái tư thế đang đi chúng ta quan sát cái tư thế nó sanh lên nó cũng mắc, nó chuyển sang tư thế ngồi. Tư thế ngồi chúng ta quan sát, chúng ta thấy tư thế ngồi nó cũng mắc. Thì chúng ta quan sát như vậy nhiều lần do cái sự mà liên tục, chúng ta cứ quan sát liên tục như vậy, sau này cái chánh niệm chúng ta nó già dặn và cái trí tuệ chúng ta sắc bén, chúng ta thấy cái gì sanh lên nó cũng đều có sự đoạn diệt. Thì nhờ các vị quan sát nhiều lần như vậy, lâu ngày các vị sẽ nhận thức được cái lý vô thường bằng cái sự trải nghiệm của các vị, bằng cái thân chứng của các vị, bằng cái sự chứng đạt của các vị, chứ các vị không có qua sách vở hay là nghe trong kinh điển. Tức là chúng ta có chí tu, chúng ta cảm nhận được cái điều đó. Thì bây giờ chúng ta muốn nhận thức được cái sắc uẩn này là vô thường thì chúng ta phải thường xuyên theo dõi hơi thở, phòng dẹp, hay là chúng ta đi, chúng ta cũng phải biết từng cái bước chân, hay là cái sự cứng mềm của cái lòng bàn chân chúng ta biết rõ. Thì những cái đó là những cái đối tượng để chúng ta quan sát và chúng ta an trú tâm để chúng ta phát triển chánh niệm. Và lâu ngày chúng ta sẽ thấy được cái sự sanh diệt của nó. Và lâu ngày trí tuệ chúng ta đó, chánh niệm chúng ta sắc bén, trí tuệ chúng ta lão luyện, chúng ta sẽ thấy từ cái tế bào sắc pháp nó sanh diệt, sanh diệt bằng cái sự chứng ngộ của mình, bằng cái sự trải nghiệm của mình. Cửa đó các vị đã thấy được vô thường rồi. Và khi các vị thấy được vô thường như vậy thì các vị không còn chấp vào cái thân này nữa. Còn bây giờ chúng ta chưa có tu tập tứ niệm xứ, chúng ta là nghe trong kinh điển Đức Phật dạy thân này là vô thường, tất cả các pháp là vô thường, nhưng mà chúng ta vẫn tham, vẫn sân, vẫn si. Tại vì chúng ta nghe trên lý thuyết thôi, chúng ta chưa có thực hành. Còn bây giờ chúng ta muốn chứng ngộ được vô thường á, chúng ta phải tu tập tứ niệm xứ để chúng ta trải nghiệm bằng cái thân chứng của các vị đó. Cử đó các vị đã hiểu rồi đó, thì cử đó các vị đó đoạn tận tham sân si. Nên chúng ta nhận thức vô thường là chúng ta phải nhận thức bằng cái trí tu, bằng cái sự tu tập tứ niệm xứ, chứ không phải là chúng ta nghe trên sách vở. Thì sư có nghe nhiều Phật tử cũng có thưa với sư rằng con nghe Đức Phật dạy là tất cả đều là vô thường, nhưng mà con thấy thì tham sân si nó vẫn khởi. Và có những lúc mà con cũng nghĩ là vô thường, nhưng mà tham sân si nó vẫn chi phối, nó khởi nơi tâm con. Thì ở đây đó thì những Phật tử này đó chỉ hiểu trên lý thuyết thôi. Còn chúng ta muốn nhận thức được vô thường mà đúng theo lời Đức Phật dạy đó, thì chúng ta phải tu tập tứ niệm xứ. Thì khi mà chúng ta tu tập tứ niệm xứ đó, chúng ta thấy rằng á, mỗi cái cử chỉ hành động chúng ta đó, nếu mà chúng ta có quan sát, chúng ta thấy liên tục thay đổi. Các vị đang sinh hoạt trong đời sống, những cái cử chỉ của các vị đó, những cái hành động của các vị, tay chúng ta đưa lên chúng ta quan sát, chúng ta thấy rằng cái tay đưa lên nó cũng mắc, nó diệt. Cái tay chúng ta đưa xuống chúng ta quan sát, chúng ta thấy nó cũng mắc, nó cũng diệt. Thì chúng ta thấy rằng cái gì nó cũng là giả cả, bằng cái chánh niệm của mình, bằng cái trí tuệ hiểu biết của mình, chứ không phải qua sách vở. Thì các Phật tử chúng ta tu tập tới niệm xứ đó, tức là lâu ngày chúng ta sẽ nhận diện được cái lý vô thường này. Thì chúng ta thấy rằng á, buổi sáng mà chúng ta thức dậy, chúng ta thấy những cái hạt sương á, chúng ta thấy nó lấp lánh, nó rất là đẹp. Nhưng mà chúng ta thấy rằng chút xíu là tan biến, không có gì tồn tại cả. Thì những cái gì mà chúng ta thấy đó, hay là cái thân thể này cũng vậy, chúng ta thấy từ cử chỉ quay nghi là chúng ta thấy nó liên tục thay đổi. Cơ thể chúng ta lúc thì nó nặng, chúng ta ăn mới ăn cơm no vô thì nó nặng, mà chúng ta đói cơ thể mình nó nhẹ, thì chúng ta thấy thay đổi, chúng ta cơ thể chúng ta nó cứ liên tục thay đổi. Khi chúng ta mới sanh ra thì cái cơ thể chúng ta nó khác, chúng ta nằm ở đó chúng ta chưa biết gì, rồi theo thời gian đó 5 tháng rồi chúng ta lớn dần, thì mỗi ngày chúng ta thấy cái cơ thể chúng ta nó thay đổi liên tục theo cái định lực vô thường. Rồi nó sẽ thúc đẩy đưa đến sự già nua và chết. Đó là cái định lực vô thường. Nên chúng ta muốn khám phá về cái lý vô thường đó, thì chúng ta phải thực hành tứ niệm xứ. Chúng ta quan sát đi đứng nằm ngồi, những cái cử chỉ sinh hoạt trong cuộc sống, cứng mềm, nóng lạnh, chuyển động, chúng ta quan sát, chúng ta thấy cái nào nó cũng thay đổi cả. Cho nên Đức Phật dạy này, các tỳ kheo, sắc là vô thường, cái gì vô thường nó là khổ. Vậy đó giờ chúng ta cứ nghĩ cái thân này là an lạc. 10 ngày nay các vị đến hành thiền, các vị đang thực hành thiện pháp, nhưng mà các vị thấy cũng khổ vậy,
Chúng ta ngồi thiền chúng ta có thấy cũng đau đớn, nó cũng khổ vô cùng. Chúng ta có thân đây đó thì chúng ta phải bị nóng nè. Trời mà nóng đực quá chúng ta cũng khổ, trời lạnh quá chúng ta cũng khổ. Rồi chúng ta có thân đây bị mũi mồng nó cắn chúng ta cũng khổ. Chúng ta có thân đây chúng ta phải già, bệnh chết cũng khổ. Cái thân này nói chung nó rất là phiền toái, mà đối với bậc thánh là nhàm chán. Thấy được cái sắc uẩn này giống như là cái u nhọt, giống như là kẻ thù vậy đó. Thì giờ chúng ta tu tập đó, để sau này chúng ta hiểu được cái lý khổ đó. Thì hiểu cái lý khổ là chúng ta hiểu như thế nào? Tức là khi mà chúng ta quan sát, chúng ta thấy được cái bản chất sanh diệt của cái sắc pháp này rồi đó. Nó liên tục sanh diệt, mà cái gì sanh diệt thì nó có sự áp đảo. Nó áp đảo, thì cái sự áp đảo của vô thường đó, tức là nó có sự khổ đau, có sự bức bách. Đó là cái sự khổ đó. Khi mà chúng ta đó tu tập tứ niệm xứ lâu ngày, chúng ta thấy cái gì có sự sanh diệt, nó có sự bức bách, nó là nóng đốt khổ đau, nên chúng ta mới nhàm chán. Cho nên Đức Phật mới dạy rằng sắc là vô thường, cái gì vô thường là khổ, và cái gì khổ thì cái đó là vô ngã. Thì vô ngã thì chúng ta hiểu theo hai cách, nói chung tới mấy cách, nhiều cách giải thích, nhưng mà sẽ chỉ tóm gọn hai cách cho người cư sĩ chúng ta hiểu, chúng ta nắm và chúng ta tu được rồi. Chữ vô ngã, cái cách thứ nhất là chúng ta phải cần hiểu đó. Vô ngã tức là chúng ta không có điều động được. Cái thân này các vị có điều động được nó hay không? Các vị kêu thân ơi đừng có bệnh, nhưng nó muốn bệnh là nó bệnh. Các vị kêu thân ơi đừng có già, nhưng nó vẫn già. Các vị kêu thân ơi đừng có chết, nhưng nó muốn chết lúc nào nó chết. Các vị có điều động được hay không? Các vị không điều động được, cái đó được gọi là vô ngã. Còn nếu mà nó là tự ngã của mình đó, thì chúng ta phải điều động được nó. Nếu mà thật sự nó là tự ngã của mình đó, mình kêu nó đừng già thì nó không được già. Chúng ta kêu nó đừng chết thì nó đừng có chết. Nhưng bây giờ nó không nghe lời mình thì nó là vô ngã. Các vị ngồi thiền đó, có những lúc các vị kêu thân ơi đừng có đau, nhưng mà nó có nghe lời các vị không? Nó không có nghe lời chúng ta. Tức là nó muốn đau thì là nó đau. Thì đó là cái lý vô ngã. Đó là cái lý vô ngã chúng ta hiểu. Cách thứ nhất. Cách thứ hai á, vô ngã là gì? Vô ngã tức là nó không có một cái cốt lõi, không có bất động, mà nó do duyên mà có. Tại vì cái thân của chúng ta đó không có gì gọi là bất động cả, không có gì gọi là cốt lõi cả, mà do 32 thể trược rồi ráp lại thành có cái thân này. Cái thân chúng ta khi mà chết đó, chúng ta thiêu ra, chúng ta thấy nó trở thành tro bụi. Cái nào gọi là tự ngã, cái nào gọi là bất biến đâu. Thì đó là cái lý vô ngã. Thì chúng ta hiểu cái lý vô ngã theo hai cách như vậy. Thứ nhất là lý vô ngã là chúng ta không có điều động được, không có làm chủ được. Thứ hai là vô ngã tức là không có một cái cốt lõi, không có bất động, không có tồn tại, không có bất biến. Là Đức Phật mới dạy rằng á, sắc là vô thường, cái gì vô thường là khổ, cái gì khổ là vô ngã, cái gì vô ngã cần quán với chánh trí tuệ biết rằng cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi và cái này không phải là tự ngã của tôi. Tức là khi chúng ta tu tập tứ niệm xứ lâu ngày đó, chúng ta thấy rằng đó, cái sự sanh diệt của sắc pháp là chúng ta biết rõ, cái sự áp đảo của cái sự sanh diệt đó là khổ chúng ta biết rõ, và cái sự rỗng không của cái thân này chúng ta biết rõ, và cái thân này chúng ta không có làm chủ được. Chúng ta biết được cái vô ngã bằng cái trí tuệ, bằng cái tệ quán, bằng cái chánh niệm của chúng ta. Chúng ta ngồi chúng ta thấy rằng cái đau á, nó sanh lên chúng ta kêu nó đừng đau mà nó vẫn đau, kêu nó hết nó không hết. Đó là cái lý vô ngã. Thì khi đó Đức Phật mới dạy rằng cái gì vô ngã, cái gì vô thường, khổ, vô ngã đó thì cần với chánh trí tuệ biết rằng cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi và cái này không phải là tự ngã của tôi. Tức là chúng ta cứ cho rằng cái thân này là tôi, là của tôi và tự ngã của tôi. Thì giờ chúng ta tu tập á, chúng ta hiểu được cái lý vô thường, khổ, vô ngã rồi thì chúng ta không còn chấp vào cái thân này là tôi của tôi nữa. Thì khi đó các vị không còn tham, không còn sân, không còn si, và các vị sẽ hoàn toàn giải thoát. Thế đây Đức Phật dạy rằng hoàn toàn đối danh sắc, không chấp ta của ta, không chấp không sầu não,
thật xứng danh tỳ kheo. Nếu mà vị tỳ kheo nào tu tập tứ niệm xứ mà thấy được cái thân này không phải của tôi, không phải là tôi, không phải tự ngã của tôi, thì vị đó hoàn toàn giải thoát và vị đó sẽ được hạnh phúc, vị đó không còn tái sanh nữa. Tức là chúng ta không còn chấp vào sắc uẩn nữa đó, thì chúng ta không còn sắc uẩn trong tương lai, tức là chúng ta viên tịch niết bàn. Thì trong đời sống của chúng ta đó, chúng ta thấy rằng tham sân si sanh khởi là do nguyên nhân nào? Do chúng ta chấp vào cái thân này là thường lạc ngã. Chúng ta cho rằng cái thân này thường mà, cái thân này là an lạc nè, cái thân này là tự ngã của tôi. Nên ai đụng đến cái thân này đó, bắt đầu tham bắt đầu sanh khởi, sân bắt đầu sanh khởi và si bắt đầu sanh khởi. Còn khi các vị đó tu tập tứ niệm xứ lâu ngày, các vị đã thấy được cái thân này là vô thường, khổ, vô ngã, mà không phải của các vị nữa. Các vị đâu có dính mắc vào cái thân này, các vị đâu có phiền đối với thân này, các vị không có sân hận vì cái thân này nữa. Còn chúng ta không tu tập tứ niệm xứ đó, chúng ta có gọi là tà kiến đó. Thì mỗi khi người khác mà xúc phạm đến cái thân này nè, thì cái đó bắt đầu chúng ta bảo vệ. Tại chúng ta nghĩ rằng cái thân này của mình mà, chúng ta phải bảo vệ nó. Để chúng ta dùng nhiều cách để chúng ta chống đối lại đối phương, hay là chúng ta tìm nhiều cách để chúng ta trả thù, để cho mình được hả cái cơn giận của mình. Thì chúng ta chấp vào cái thân này tự ngã. Còn đối với bậc thánh, các ngài biết rõ cái thân này chỉ có đất, nước, lửa, gió, 32 thể trược, không phải của các ngài. Khi mà ai đánh tới cái thân của các ngài biết đánh vào đất, nước, lửa, gió, đánh vào 32 thể trược, và cái thân này không có liên quan tới mình hết. Thì các ngài bình thản, các ngài không có buồn, không có rầu. Thì chúng ta tu tập đó là chúng ta phải cần có một cái sự hiểu biết đúng như vậy, thì các vị mới tu tứ niệm xứ được. Cho nên Đức Phật mới dạy rằng á, sắc này là vô thường, cái gì vô thường là khổ, cái gì là khổ là vô ngã, cái gì vô ngã cần với chánh trí tuệ biết rằng cái này không phải của tôi, không phải là tôi, và cái này không phải tự ngã của tôi. Tham sẽ bị đoạn tận, sân sẽ bị đoạn tận, và si mê sẽ được đoạn tận. Khi mà chúng ta hiểu được như vậy rồi đó, thì người cư sĩ chúng ta tu tập tới niệm xứ, trong lúc ngồi chúng ta biết rằng chỉ có sắc ngồi, tức là sắc uẩn, chỉ có thân ngồi thôi chứ không phải là tôi ngồi. Trong lúc đi chỉ có thân đi, gọi là sắc đi, không phải là tôi đi. Trong lúc nằm chúng ta quan sát, chúng ta biết rõ chỉ là sắc nằm, hoặc là thân nằm chứ không phải là tôi nằm, không phải là tự ngã của tôi. Và trong lúc chúng ta đứng cũng vậy, chúng ta biết trong lúc này chỉ có thân đứng hay là sắc đứng, chứ không phải là tôi đang đứng. Để chúng ta phá đi cái tà kiến lâu đời đó. Và khi chúng ta có hiểu giáo lý trên phương diện pháp học, và cái tâm chúng ta nó cài đặt đúng đó, từ đó chúng ta chánh niệm trí tuệ nó sẽ phát sanh. Còn bây giờ các vị chưa có hiểu như thế nào gọi là sắc uẩn, các vị chưa có đặt tâm đúng, thì sao các vị tu tứ niệm xứ được? Trong lúc đi các vị cứ nghĩ là tôi đang đi, đứng cứ nghĩ là tôi đang đứng, ngồi cứ nghĩ là tôi đang ngồi, nằm cứ nghĩ là tôi đang nằm. Tức là tà kiến nó đi trước rồi, thì giờ không thể nào chúng ta phát huy trí tuệ. Cho nên chúng ta tu tập tứ niệm xứ mà chúng ta chưa hiểu được năm uẩn, mà chúng ta vẫn còn tà kiến, chúng ta không có tu tứ niệm xứ được. Chẳng hạn giờ các vị đó chưa hiểu gì hết, các vị chỉ hiểu về giáo lý Đức Phật một cách đơn giản thôi, các vị hiểu tội phước luân hồi thôi, các vị có thể đi bố thí làm phước được, không có sao cả. Thì những cái thiện pháp nó vẫn do cái quả thiện, các vị vẫn ăn vui, các vị có thể giữ giới cũng được. Các vị chưa hiểu kiến thức, các vị giữ giới thì cũng không ảnh hưởng gì. Hay là các vị tu thiền định, các vị chỉ an trú vào đề mục duy nhất và các vị phát triển định tâm thôi, thì các vị vẫn đắc thiền được. Nhưng mà khi mà chúng ta tu tập tứ niệm xứ mà chúng ta không có hiểu đúng đó, chúng ta vẫn còn tà kiến đó, thì chúng ta tu tứ niệm xứ chúng ta không phát triển tệ quán được. Hãy tu tứ niệm xứ là chúng ta phát triển trí tuệ để nhận thức được vô thường, khổ, vô ngã, để chúng ta đoạn tận tham sân si, để chúng ta chứng ngộ niết bàn. Bây giờ chúng ta không hiểu được sắc uẩn là như thế nào, thì sao chúng ta có thể tu tập tứ niệm xứ? Thì cho nên á, chúng ta tu tập á, thì chúng ta phải biết rõ rằng
cái sắc này nó cũng là đối tượng. Trong lúc là những cái cử chỉ tay các vị giơ lên chúng ta biết rõ nó cũng là sắc quẩn. Trong lúc mà chúng ta tay chúng ta đưa xuống chúng ta quan sát, trong lúc đó chúng ta cũng đang quan sát về sắc quẩn đó. Chúng ta đang khám phá về sắc quẩn, tức là chúng ta đang tu tập về thân quán niệm xứ. Rồi chúng ta thấy rằng á, cái thân này đó, nãy giờ sư phân tích á, nó là vô thường, nó là khổ, nó là vô ngã, nó không có liên quan tới mình hết. Thì bây giờ chúng ta ngồi chúng ta thấy, cho dù trời nóng như thế nào chúng ta cũng cảm thấy tự tại, tại vì nó không có liên quan tới mình, nó không phải là của mình. Chúng ta có ngồi có mỏi đi nữa, chúng ta cũng không có sợ gì cả, chúng ta biết rằng nó không có liên quan tới mình. Và khi mà chúng ta hiểu rằng á, sắc uẩn này không phải của ta rồi đó, thì có những lúc cái đau nó phát sinh. Vậy cái đau nó phát sinh nó từ đâu mà nó có? Tức là từ cái thân này mới có cái đau nó phát sinh. Cái đau nó thuộc về thân mà. Vậy cái thân này đó không phải của các vị. Rồi cái đau nó từ cái thân này mà nó có. Vậy cái thân không phải là của chúng ta, thì làm sao cái đau là của chúng ta được? Khi chúng ta ngồi đau chúng ta cứ nghĩ rằng cái đau là của tôi, cái thân không phải của tôi rồi còn cho cái đau là của tôi nữa. Chúng ta cứ lấy cái khổ này chúng ta chấp, tức là từ cái khổ này nó chồng lên cái khổ khác. Cái thân nó đã khổ rồi, nó là bất tịnh, nó là vô thường, vô ngã rồi, mà chúng ta lại cho đó là của mình. Rồi cái thân này nó đã như vậy rồi, nó phát sinh cái đau rồi, chúng ta chấp vào cái đau là của mình nữa, tức là từ cái khổ này nó chồng lên cái khổ khác. Giờ sư cho các vị một ví dụ, giống như chúng ta thấy rằng cái cây đó, nó đang đứng như vậy thì có ánh nắng mặt trời rọi đó nó mới phát ra cái bóng cây. Thì cái bóng cây đó là do nó nương vô cái cây mà nó có bóng cây. Thì cái cây thì chúng ta thấy nó cũng là vô thường, thì cái bóng cây làm sao mà thường được? Như thế nào cũng vậy, cái thân này là vô thường rồi, mà cái đau nó nương vào cái thân này mà có, thì cái thân này vô thường thì cái đau làm sao thường được? Cái thân này là vô ngã không phải của chúng ta rồi, mà cái đau nó nương vào cái thân này thì cái đau nó làm sao là tự ngã của chúng ta được? Thì chúng ta hiểu như vậy đó, chúng ta hành tứ niệm xứ đó, trong lúc chúng ta theo dõi phòng xẹp hay là hơi thở có cái đau sanh khởi, chúng ta quan sát cái đau, chúng ta biết cái đau này cũng do thân mà có, nó không phải là của mình. Thì chúng ta cứ quan sát, chúng ta lấy đó làm đối tượng để chúng ta phát triển định tâm, phát triển chánh niệm và phát triển trí tuệ. Có gì đâu mà chúng ta phải bất mãn đối với nó, có gì đâu mà chúng ta phải xua đuổi nó để cho nó biến mất. Khi mà chúng ta tu, chúng ta có sự hiểu đúng thì sẽ nghĩ rằng thời gian không bao lâu các vị tại giác các vị sẽ phát sanh. Cho nên các vị mới vào hành thiền, sư chỉ cái thái độ đúng đắn để cho chúng ta biết cách chánh niệm. Khi đó sư sẽ thiết những bài pháp để chúng ta biết cách để chúng ta ứng dụng như thế nào để cho tuệ chúng ta phát sanh. Chứ không phải là chúng ta tu lúc nào chúng ta chỉ biết cách khách quan. Cái biết khách quan đó chỉ là chánh niệm thôi, nó thuộc về niệm mà chưa có tuệ. Mình tu tứ niệm xứ là chúng ta phải phát triển về tuệ. Cho nên á, ở đây chúng ta phải cần hiểu rằng á, khi mà chúng ta chấp vào cái thân này là ta của ta rồi đó, chúng ta mới có phiền tối. Mà khi chúng ta biết rằng cái thân này không có liên quan tới mình á, thì chúng ta sẽ được bình an và sẽ được hạnh phúc. Các vị đi ra đường á, các vị thấy cái người A đó họ chửi người B, chúng ta thấy không có liên quan tới mình, chúng ta cũng bình thản, giống như không có chuyện gì xảy ra. Mà cái người A họ quay lại họ chửi, họ xúc phạm tới cái thân này rồi đó, chúng ta bực mình, chúng ta nóng giận. Tại sao vậy? Tại chúng ta nghĩ rằng cái thân, họ xúc phạm tới cái thân của tôi, và cái thân này là của tôi, là tôi. Thì giờ chúng ta tu á, chúng ta biết rằng cái thân này không phải của mình, không phải là tự ngã của mình. Thì giờ họ có xúc phạm đó, chúng ta bình thản. Họ có đánh vào cái thân này, gọi là đánh vào đất nước lửa gió, đánh vào 32 thể trược, không liên quan tới tôi. Để đó các vị bình thản à, chúng ta phải có sự hiểu đúng như vậy đó. Các vị hiểu đúng, tâm các vị đặt đúng hướng, tại nó sẽ sanh. Đó là cái sắc quẩn mà Đức Phật dạy chúng ta tu tập, chúng ta phải cần biết. Tức là Đức Phật dạy rằng này, các tỳ kheo, sắc là vô thường. Cái gì vô thường là khổ, cái gì khổ là vô ngã. Cái gì vô ngã cần với chánh trí tuệ biết rằng cái này không phải của tôi, không phải là tự ngã của tôi. Nên khi chúng ta muốn khám phá về
sắc uẩn là chúng ta phải thực hành tứ niệm xứ, tức là thân quán niệm xứ, để chúng ta thấy được mỗi cái hiện tượng của sắc pháp và mỗi cái tế bào của sắc pháp và cái sự bốn đại của sắc pháp: đất, nước, lửa, gió, không có ai cả. Đó là cái pháp thứ nhất mà chúng ta phải cần hiểu. Thì bây giờ sẽ đề cập đến cái vấn đề tinh thần. Tinh thần gồm có bốn, đó là thọ, tưởng, hành và thức. Thì Đức Phật dạy rằng: này các tỳ kheo, thọ là vô thường. Cái gì vô thường là khổ, cái gì khổ là vô ngã, cái gì vô ngã cần quán với chánh trí tuệ. Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, và cái này không phải là tự ngã của tôi. Thọ là gì? Thọ tức là cái cảm giác của nội tâm. Khi nào chúng ta nhìn cái cảnh vật đó mà chúng ta vui, đó là thọ hỷ, tức là cái sự hương phấn của nội tâm. Đó là cái cảm giác đó, thuộc về thọ. Khi nào chúng ta thấy cái cảnh sắc xấu đó, chúng ta khởi lên cái sự ưu tư buồn bã, thì cái sự rầu rĩ buồn bã đó thuộc về thọ u, nó thuộc về thọ. Khi nào chúng ta nhìn cái cảnh sắc đó mà chúng ta thản nhiên, chúng ta không vui không buồn á, cái sự thản nhiên đó nó thuộc về thọ xả. Là từ sáng đến chiều thì chúng ta thấy lúc nào chúng ta cũng có thọ cả. Có lúc thì chúng ta vui, có lúc chúng ta buồn, có lúc thì chúng ta thản nhiên. Giây phút nào cũng có thọ cả. Thì thọ là chúng ta hiểu là cảm giác gồm có vui, buồn và thản nhiên. Thì giờ chúng ta tu tập á, là chúng ta tu thọ là tu như thế nào? Có hai cách để chúng ta tu. Cách cho những người sơ cơ đó, và cho những cái người gọi là thượng căn thượng trí. Có hai cách. Thì khi mà chúng ta tu tập á, cho những người sơ cơ đó, thì có thể là chúng ta phát triển những cái thọ liên hệ đến thiện. Chúng ta thay vì xưa giờ chúng ta cứ ăn chơi sa đọ, chúng ta thích những cái niềm vui trong dục lạc, rồi thọ hỷ, chúng ta cứ phát triển, chúng ta tạo ác nghiệp. Bây giờ chúng ta đã biết tu rồi, chúng ta không phát triển những cái cảm giác bất thiện lên. Rồi chúng ta không có tu tập tới niệm xứ, chúng ta không hiểu giáo pháp, chúng ta cứ phát triển cái cảm giác u sầu, người khác chửi chúng ta, hay là chúng ta làm ăn thất bại, chúng ta cứ ôm ấp cái hận thù, cái buồn bã, cái não lòng đó, chúng ta cứ kéo dài nó để chúng ta phát triển đó. Tức là thọ u này liên hệ đến bất thiện. Bây giờ chúng ta biết tu rồi, chúng ta không có phát triển nó nữa. Và thứ ba nữa, chúng ta không có tu tập á, không có hiểu lời dạy Đức Phật, chúng ta sống bằng cái cách tẻ nhạt, lãnh đạm, thờ ơ. Khi thấy chúng sanh khác cần giúp đỡ, mình có điều kiện giúp đỡ được mà mình lại thờ ơ, chúng ta giống như người vô tâm, thản nhiên, giống như không có chuyện gì xảy ra. Những cái thọ xả này liên hệ đến bất thiện. Bây giờ chúng ta tu rồi, chúng ta phải bỏ nó. Thì giờ cái người mà sơ cơ đó, chúng ta chưa biết gì tới niệm xứ đó, thì chúng ta phát triển cái thọ thiện đó. Tức là chúng ta đi làm phước, chúng ta đi bố thí, chúng ta lấy cái sự thiện, cái làm thiện đó chúng ta vui. Chúng ta đi chùa, chúng ta nghe pháp, chúng ta thấy vui, chúng ta giúp đỡ mọi người, chúng ta thấy vui, chúng ta làm những cái điều phước á, lợi mình lợi người, chúng ta cảm thấy vui, chúng ta phát triển cái niềm vui đó. Cái niềm vui đó thuộc về thọ hỷ liên hệ đến thiện. Chứ chúng ta không có phát triển cái niềm vui liên hệ đến bất thiện. Rồi chúng ta đó, tu tập chúng ta phát triển về những cái thọ u mà liên hệ đến thiện á, chúng ta thường suy tư về lời dạy Đức Phật. Luân hồi là khổ đau, có thân đây phải già bệnh chết, ngày nào còn tái sanh là cái sự nguy hiểm, ta vẫn còn rơi vào bốn khổ cảnh. Chúng ta khởi lên sự ưu tư để chúng ta phát triển, chúng ta cố gắng để nỗ lực tu tập để đoạn từ tặng tham sân si, để chúng ta mong mỏi đạt đến sự giác ngộ. Tức là cái sự ưu tư đó nó giúp cho chúng ta phát triển thiện pháp, thì chúng ta có thể phát triển. Cách thứ ba nữa đó là chúng ta phát triển thọ xả, là chúng ta quán mỗi chúng sanh có nghiệp riêng. Chúng sanh đó là tham nhiều, chúng sanh đó sân nhiều, chúng sanh đó si nhiều. Và những chúng sanh mà họ không có tu tập, không có hiểu giáo pháp Đức Phật, họ không có thực hành tứ niệm xứ, thì họ sống với cái bản chất phiền não, đang bị tham, chúng sanh đó đang bị tâm sân say sử, họ sống nóng giận, ghen ghét, bực mình khó chịu. Đó là chúng sanh đang sống với nghiệp của họ, mình đâu có can thiệp được, có gì đâu mình phải buồn người đó. Chúng sanh nó đang sống với tâm tham, cái gì họ cũng ham muốn, cái gì cũng thích thú, cái gì cũng đam mê, cái gì cũng muốn gom vào. Thì chúng sanh này không có thực hành tứ niệm xứ, không có hiểu pháp của Đức Phật, thì họ sống theo cái nghiệp của họ. Đó chúng ta đâu có gì dạy gì chúng ta lại bực mình đó với những chúng sanh này.
Có những chúng sanh mà họ không có tu tập, không có luyện tâm, không có hiểu biết giáo pháp Đức Phật, họ sống bằng cái sự buông trôi, bằng cái tánh hư tật xấu bất thiện, thì những cái chúng sanh này họ đang sống cái nghiệp của họ. Mình không có dạy gì mình để mình bực mình cả. Nếu mà chúng ta bực mình, tức là chúng ta đã tạo cái nghiệp ác rồi. Nên chúng ta hiểu mỗi chúng sanh có nghiệp riêng, chúng ta sống trong cái hội chúng nào cũng vậy, chúng ta biết mỗi chúng sanh có nghiệp riêng, chúng ta bình thản. Đó là cho những người sơ cơ chúng ta tu tập, chúng ta phát triển cái thản nhiên bằng cái thiện pháp. Còn bây giờ chúng ta đó muốn trở thành một cái người thượng căn thượng trí đó, thì chúng ta phải thực hành tứ niệm xứ để chúng ta trải nghiệm, để chúng ta thấy được thọ là vô thường, thọ là khổ, thọ là vô ngã. Để chúng ta biết rằng thọ này không phải của tôi, không phải là tôi và không phải tự ngã của tôi, để chúng ta giải thoát. Vậy bây giờ chúng ta muốn hiểu được lời Đức Phật dạy đó, thì chúng ta phải thực hành tứ niệm xứ để chúng ta lấy thọ làm đối tượng. Cho nên Đức Phật dạy rằng quán thọ trên các thọ. Bây giờ chúng ta có tu tập tứ niệm xứ là chúng ta đang khám phá cái cảm giác nội tâm của chúng ta mà xưa giờ chúng ta đã nô lệ cho nó. Thì khi mà chúng ta tu tập tứ niệm xứ sẽ có chỉ cho các vị là khi mà các vị vui, các vị không có tu tập tứ niệm xứ là các vị đồng quá, và chúng ta sẽ bị cái vui đó điều xử chúng ta. Bây giờ chúng ta có tu tập tứ niệm xứ, khi có thọ hỷ, có niềm vui đó, chúng ta quan sát, chúng ta lấy cái niềm vui đó chúng ta trải nghiệm. Có cái niềm vui đó, chúng ta quan sát, chúng ta thấy cái niềm vui đó nó cũng thay đổi. Cái niềm vui trước nó khác với niềm vui sau. Và cái niềm vui đó có lúc thì vui nhiều, có lúc vui ít. Và cái cường độ nó cũng khác nhau. Cái sự hưng phấn cũng khác nhau. Và chúng ta quan sát lâu ngày, chúng ta thấy cái niềm vui đó nó cũng liên tục, nó sanh diệt. Khi mà chúng ta tu tập đó, chúng ta thấy cái vui của chúng ta đó, nó vừa sanh lên chúng ta quan sát nó biến mất. Thì lâu ngày các vị tu tập như vậy, các vị trải nghiệm đó, các vị mới thấy được Đức Phật dạy thọ là vô thường như thế nào. Chúng ta sẽ thấy được vô thường như vậy bằng cái sự trải nghiệm, bằng cái sự chứng đắc, bằng cái sự tu tập của mình. Nếu chúng ta không có nghe trên sách vở nữa. Thì giờ chúng ta muốn nhận thức thọ là vô thường thì không có phương pháp nào khác, chỉ có phương pháp thực hành tứ niệm xứ thôi. Cho nên khi mà có niềm vui, chúng ta phải tập quan sát cái niềm vui đó. Thì chúng ta quan sát, chúng ta thấy cái niềm vui nó sẽ thay đổi và nó sẽ biến mất. Đó là chúng ta đang tu thọ để thoát khỏi thọ, và sau này chúng ta sẽ chấm dứt cái sự khổ đau. Ở đây Đức Phật mới dạy rằng á, thọ là vô thường, mà cái gì vô thường nó có bản chất là khổ. Vậy thọ có khổ hay không? Nếu mà nói theo tâm tướng, thọ nó vẫn là khổ. Thì thọ thì chúng ta thấy rằng cái sự sanh diệt là vô thường, mà cái gì vô thường nó có sự bức bách, nó áp đảo, thì cái đó nó bản chất là khổ trong tâm tướng. Thì bây giờ sẽ cho các vị một ví dụ. Chúng ta ngồi, chúng ta bị đau, thì cái gì cảm nhận cái đau đó, cái gì nhận lấy cái đau đó, tức là thọ. Thọ nó cảm nhận, trong lúc đó gọi là thọ khổ. Tại vì chúng ta có thọ nên chúng ta mới cảm nhận cái đau đó, chúng ta mới khổ. Và nếu mà chúng ta không có cảm thọ, chúng ta không có cảm nhận cái đau đó, chúng ta đâu có khổ đâu. Các vị bị đau bụng, các vị bị nhức đầu, các vị bị bệnh hoạn đó, thì những cái cơn đau đó tại sao chúng ta cảm nhận được? Tức là do chúng ta có thọ là chúng ta cảm nhận cái đau đớn đó. Nếu mà chúng ta không có cái cảm thọ, chúng ta đâu có khổ. Niết bàn thì không có thọ. Niết bàn không có thọ nên niết bàn mới gọi là sự an lạc tối thượng. Rồi bây giờ cho cái thọ vui đi nữa, cái thọ lạc đi nữa, nó cũng là khổ. Ở đời này chúng sanh nó cứ đắm nhiễm trong cái thọ vui đó đó, mà chúng sanh mới làm những điều ác, chúng sanh mới khổ. Còn khi mà chúng ta tu tập tới niệm xứ rồi đó, chúng ta thấy cái thọ vui nó cũng là khổ. Tại vì sao? Tại nó có bản chất sanh diệt, sanh diệt. Mà cái gì sanh diệt thì nó có sự áp đảo, nó là khổ. Nên chúng ta tu tập lâu ngày đó, chúng ta quan sát rằng cái thọ hỷ nó cũng là khổ. Đức Phật mới dạy rằng cái gì là vô thường, cái đó là khổ đó, thì cái đó gọi là vô ngã. Nó là rỗng không. Cái vô ngã nãy sẽ có trình bày đó. Bây giờ các vị đã cho cái thọ đó, cái cảm giác vui đó là các vị. Thì các vị đó, khi mà các vị vui, các vị nói vui ơi, hãy kéo dài từ sáng đến chiều đi, đừng có mắt. Nó có nghe lời các vị không?
nó đâu nghe lời đâu. Thì nó không có nghe lời chúng ta, nó gọi là vô ngã, chúng ta không có điều động được. Mà cái thọ hỷ này nó cũng do duyên mà nó sanh, chứ không phải là tự nhiên nó có. Mà cái gì do duyên sanh thì nó là rỗng không, đó là vô ngã. Nó là vô ngã. Cho nên Đức Phật mới dạy rằng thọ là vô thường, cái gì vô thường là khổ, cái gì khổ là vô ngã, cái gì vô ngã cần quán với chánh trí tuệ, biết rằng cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, và cái này không phải là tự ngã của tôi. Ngày xưa giờ chúng ta cứ chấp vào cái cảm giác đó là của mình không? Có những lúc chúng ta vui đó, mà ai cản đi cái niềm vui đó, chẳng hạn giờ chúng ta muốn đi chơi đi, để chúng ta phát triển cái niềm vui, tâm chúng ta đang hưng phấn vậy đó, mà ai cản trở cái việc đi du lịch của chúng ta là chúng ta nổi nóng lên liền. Tại chúng ta đang nô lệ cho cái niềm vui mà, chúng ta đang phát triển cái niềm vui đó. Cái niềm vui này liên hệ đến tham. Thì giờ chúng ta tu tập á, để chúng ta khám phá về thọ, để chúng ta thấy vô thường, khổ, vô ngã, và chúng ta biết rằng cái thọ này không phải của mình á. Thì bây giờ chúng ta phải cần thực hành tứ niệm xứ, tức là tu tập thọ quán niệm xứ. Nên các vị đến đây sư ưa chỉ các vị là phải có niềm vui, cái cảm giác đó các vị hãy quan sát niệm xứ. Khi chúng ta quan sát, tức là chúng ta thoát khỏi nó, chúng ta lấy nó làm đối tượng, và chúng ta thấy cái sự thay đổi nó như thế nào, cái bản chất nó như thế nào. Rồi sau này chúng ta đó tu tập lâu ngày là chúng ta sẽ nhận thức được vô thường, khổ, vô ngã. Và khi đó chúng ta không còn chấp nó là của chúng ta nữa, để nó có bị giải thoát. Đó là thọ hỷ. Rồi lại nữa, cái thọ thứ hai gọi là thọ u. Thọ u tức là cái nỗi buồn đó. Thì giờ cái nỗi buồn á, Đức Phật mới dạy đó, nó cũng là thọ. Thì nó cũng là vô thường, nó cũng là khổ, nó cũng là vô ngã, nó không phải là của mình. Nhưng mà xưa giờ chúng ta không có tu tứ niệm xứ, chúng ta không có hiểu được lời Đức Phật dạy. Khi mà cái nỗi buồn nó phát sanh đó, chúng ta đồng quá, chúng ta cho là mình. Là chúng ta thích sống một mình, chúng ta ngồi, chúng ta cứ rầu rĩ, hay là chúng ta cứ buồn bã, chúng ta kéo dài cái nỗi buồn đó. Lâu ngày nó ảnh hưởng tới thần kinh mình, rồi cái tâm chúng ta đó, lúc nào nó cũng u sầu hết. Tức là chúng ta đang phát triển bất thiện. Nếu mà chúng ta cứ sống u tư buồn bã vậy, thường á, suy nghĩ sau này các vị sẽ bị trầm cảm, có thể các vị bị khùng nữa. Thì giờ đó Đức Phật dạy chúng ta đó, chúng ta tu tập thọ quán niệm xứ, khi có nỗi buồn sanh khởi thì chúng ta phải cần chánh niệm. Khi nào các vị có buồn á trong đời sống, các Phật tử nghe lời sư, tức là lấy cái nỗi buồn đó, chúng ta quan sát, chúng ta trải nghiệm, quan sát một cách thoải mái cái nỗi buồn đó, nó đến như thế nào, đi như thế nào, chúng ta nhìn nó bằng khách quan. Tại nó là thọ thôi, nó đâu phải là các vị đâu, các vị có gì đâu phải mà sợ nó. Xưa kia mình không biết, mình đồng quá với nó, bây giờ mình biết tu rồi, mình lấy nó làm đối tượng, không có nô lệ cho nó nữa. Quan sát cái sự thay đổi của nó, sự có mặt của nó và cái sự tan biến của nó. Lâu ngày các vị sẽ có trí tuệ và các vị có sự hiểu biết. Và khi mà chúng ta quan sát lâu ngày, chúng ta mới thấy được cái thọ u đó, nó là vô thường, sanh diệt như thế nào, và cái sự khổ đau như thế nào, cái sự vô ngã như thế nào. Và chúng ta biết nó không phải là của chúng ta nữa, chúng ta không có chấp vào nó nữa, thì chúng ta giải thoát. Rồi thứ ba nữa là thọ xả đó. Thọ xả tức là cái sự bình thản. Bình thản có nghĩa là chúng ta không vui, không buồn, cái sự bình thản đó. Thì chúng ta mà thấy được cái niềm vui rồi đó, chúng ta thấy được cái nỗi buồn rồi đó, tức là thọ xả và thọ hỷ và thọ u rồi đó, thì cái đó chúng ta mới thấy được thọ xả. Cái sự thản nhiên của chúng ta. Thì khi mà chúng ta thấy sự thản nhiên đó, chúng ta quan sát, chúng ta lấy đó làm đối tượng, và chúng ta thấy cái sự thản nhiên nó cũng thay đổi. Đời sống của chúng ta không phải lúc nào chúng ta cũng thản nhiên, có lúc thì chúng ta thản nhiên, có lúc thì chúng ta đâu cũng phải vui, mà cũng có lúc chúng ta buồn. Thì khi chúng ta quan sát, chúng ta lấy cái thản nhiên làm đối tượng đó, thì chúng ta thấy cái thản nhiên này cũng thay đổi, mà cái thản nhiên này nó cũng là vô thường, là khổ, là vô ngã, nó không phải là của mình. Thì cho nên đó, chúng ta tu tập thọ quán niệm xứ đó, được rồi sẽ trình bày đó, là các vị lấy cái thọ làm đối tượng. Đó giờ chúng ta sống với cái cảm giác vui, buồn và xả bằng mắt thiện tâm. Bây giờ đó, chúng ta có tu tập tới niệm xứ rồi, chúng ta phát hiện ra cái vui, buồn, thản
liên hệ bất thiện chúng ta quan sát, thì những cái vui buồn và thản nhiên đó nó thuộc về thọ đó, thọ hỷ, thọ ưu và thọ xả, nó sẽ biến mất. Nó biến mất, nó nhường lại cho cái thọ hỷ, thọ ưu, thọ xả liên hệ đến thiện. Giờ sẽ cho một thí dụ, bây giờ chúng ta tu tướng niệm xứ không phải là chúng ta thoát khỏi thọ, nhưng mà chúng ta phát triển cái thọ thiện, nhưng mà chúng ta lấy thọ thiện làm đối tượng, chúng ta cũng không có đồng hóa với thọ thiện. Giờ chẳng hạn giờ sư khởi lên cái niềm vui, sư nhìn cái cảnh đó đẹp, sư thích, sư quan sát cái tim vui đó, sư hiểu cái vui này không phải của sư, nó cũng thay đổi, cái niềm vui sau nó khởi lên. Sư biết cái niềm vui sau nó thuộc về thiện mà, tại niềm vui sau nó thuộc hiểu pháp. Còn cái niềm vui trước là do tâm tham, nó thích cảnh đẹp. Cái niềm vui sau sư hiểu pháp, xong bắt đầu cái niềm vui trước nó bị chánh niệm ghi nhận, nó biến mất rồi, nó nhường lại cho niềm vui sau thuộc về thiện hiểu pháp. Xong tiếp tục sư tu, sư lấy cái niềm vui thiện sau đó, cái niềm vui sau đó nó thuộc về thiện, sư quan sát tiếp, sư hiểu rằng cái niềm vui thiện này nó cũng có ai hết, nó phát sinh niềm vui thiện khác, tức là niềm vui thiện khác hỗ trợ cho niềm vui thiện khác. Và tiếp tục sư quan sát cái niềm vui thiện tiếp theo đó, sư quan sát nữa, sư hiểu cái niềm vui thiện này không có ai, nó phát sinh cái niềm vui thiện tiếp theo nữa, tức là cả ngày có thể sư mà chánh niệm bén đó, sư cứ phát triển cái niềm vui thiện liên tục. Nhưng mà có niềm vui thiện, sẽ không chấp vào niềm vui thiện. Sẽ phát triển cho cái niềm vui thiện này nó sung mãn, nó thành mãn, thành gọi là hỷ giác chi. Tức là Đức Phật dạy rằng này các tỳ kheo, hỷ giác chi tu tập làm cho sung mãn, đưa đến sự giải thoát. Chúng ta tu, chúng ta vẫn có niềm vui, nhưng mà cái niềm vui gọi là liên hệ đến thiện, tức là cái niềm vui hỷ giác chi. Cái niềm vui thì chúng ta thấy rằng nó là thọ mà, nó là cái thành quả, nó đâu có mất đâu. Thì chúng ta phải phát triển cái niềm vui như thế nào, và chúng ta phải biết cách tu tập như thế nào. Để cái nỗi buồn hay là cái thản nhiên cũng vậy. Ngày giờ sư gặp một cái người thân sư bị tai nạn gì đó, hay là sư nghe người khác chửi, sư gây sư khởi lên sự ưu tư, thì sư biết cái nỗi buồn này liên hệ đến bất thiện. Thì trong lúc mà sư ghi nhận cái nỗi buồn đó, nỗi buồn nó biến mất, nỗi buồn biến mất, thì khi đó bắt đầu cái sư biết rằng cái này chỉ là cái nỗi buồn, đâu có ai đâu, cái sư thản nhiên. Thì cái nỗi buồn bất thiện á, nó sẽ diệt, nó nhường lại do cái sự thọ xả thản nhiên. Thọ xả thản nhiên, cái thọ xả thản nhiên này thuộc về thiện nè. Rồi bắt đầu tiếp tục sư ghi nhận cái sự thản nhiên đó, sư biết rằng cái thản nhiên này nó cũng có ai hết, không liên quan tới mình hết. Trong cái nó khởi lên cái sự thản nhiên khác, nó không có chấp thủ. Thì cái thản nhiên này hỗ trợ cái thản nhiên khác, và tiếp tục sư quan sát cái thản nhiên tiếp theo, sư thấy cái thản nhiên này nó cũng có ai hết, thì cái thản nhiên khác liên hệ đến thiện nó sanh lên nữa. Thì cái thản nhiên này thuộc về thọ xả, nó còn dạy rằng xả giác chi tu tập làm cho sung mãn, đưa đến sự giải thoát. Tại sao này mình thấy bất cứ hiện tượng nào sanh khởi, chúng ta hiểu nó không có ai hết, nó không liên quan tới mình, tâm chúng ta được bình an, thản nhiên, và tâm chúng ta sẽ được trong sáng. Và chúng ta tu tập sung mãn, chúng ta đạt đến sự giác ngộ. Thì đây đó, Đức Phật có dạy chúng ta đó, khi mà chúng ta muốn biết được thọ là vô thường, khổ vô ngã, thì chúng ta phải thực hành tứ niệm xứ, gọi là thọ quán niệm xứ. Chúng ta thấy rằng cái thọ thiện nó đã vô thường rồi, thì cái thọ bất thiện làm sao thường được. Thì khi mà chúng ta đó, tu tập, chúng ta phát triển những cái thọ thiện mà chúng ta ghi nhận, chúng ta thấy nó cũng biến mất, thì chúng ta thấy rằng cái thọ thiện nó an lạc như vậy, nó là vô thường, nó là khổ, là vô ngã, nó không phải của mình. Thì những cái thọ bất thiện làm sao là của mình được. Thì khi mà chúng ta tu tập, chúng ta nhận thức như vậy, chúng ta quan sát như vậy đó, tức là chúng ta sẽ hiểu được lời Đức Phật dạy. Này các tỳ kheo, thọ là vô thường, cái gì vô thường là khổ, cái gì khổ là vô ngã, cái gì vô ngã cần với chánh trí tuệ biết rằng cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi, các vị không còn nô lệ cho cảm giác các vị nữa. Thì tương lai các vị sẽ không còn cảm giác nữa. Các vị đạt đến niết bàn nữa, các vị viên tịch, các vị đâu có cảm giác nữa. Các vị đâu có còn thọ uẩn trong tương lai nữa. Đó là cái pháp thứ ba đó, chúng ta phải cần hiểu. Xin lỗi, cái pháp thứ hai. Cái pháp thứ ba đó, thì ở đây gọi là tưởng uẩn. Cái phần dạy lần này các tỳ kheo, tưởng là vô thường. Cái gì vô thường là khổ, cái gì khổ là vô ngã, cái gì vô ngã cần với chánh trí tuệ biết rằng
cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi. Vậy tưởng là gì? Tưởng tức là nhớ lại những dấu hiệu cũ, kinh nghiệm, biết lại những gì mình đã biết trong quá khứ. Chẳng hạn giờ chúng ta học một bài kinh đi, thì chúng ta học á, chúng ta thấy học nhiều lần cái chúng ta sẽ thuộc được cái bài kinh đó, do cái sự mà kinh nghiệm chúng ta đó, nó trở thành thói quen đó, thì chúng ta sẽ thuộc lòng. Hay là các vị đã từng biết đây là cái nhà, đây là cái ly, đây là cái bàn, đây là cái quạt, đây là người bạn mình, đây là cha mẹ mình, đây là anh mình, đây là thầy mình, đây là chú mình. Tại sao chúng ta nhìn lại chúng ta biết? Tại vì trước kia đó, chúng ta còn nhỏ đó, cha mẹ chúng ta dạy chúng ta đây là cậu của con nè, đây là chú của con nè, đây là chị của con nè, đây là anh của con nè, đây là cái bàn, đây là cái ca nè con. Thì trong lúc mà chúng ta nhìn đó, cha mẹ chúng ta dạy chúng ta đó, để chúng ta hiểu, thì sau này chúng ta lớn lên cái chúng ta nhìn lại chúng ta biết đây là cái ly, đây là cái ca, đây là cha mình, đây là mẹ mình, đây là anh mình, đây là chị mình. Thì cái sự kinh nghiệm, cái sự biết đó gọi là tưởng ngủ. Giống như giờ sư thiết cho các vị á, thuyết pháp, sư nhớ từ cái chi pháp, sư thiết, sư hiểu, sư thiết cho các vị, sự cái sự kinh nghiệm, cái sự hiểu biết của sư đó thuộc về tưởng ngủ. Các vị nhìn lên sư, các vị biết sư đang bận cái y màu vàng. Tại sao các vị biết màu vàng? Tại vì quá khứ các vị đã biết cái màu vàng nó là như vậy. Bây giờ các vị nhìn lên cái lên sư, thấy sư bận cái y màu vàng, các vị biết sư Khánh Tuệ đang bận cái y màu vàng. Thì cái sự biết, kinh nghiệm đó nó thuộc về tưởng ngủ. Thì trong đời sống chúng ta sống bằng tưởng. Nhưng mà ở đây đó, chúng ta phải hiểu rằng á, tưởng á, nếu mà chúng ta là người chưa biết tu tập tới niệm xứ á, thì chúng ta phải biết tu tưởng để chúng ta phát triển cái tưởng thiện. Chứ xưa giờ chúng ta cứ tưởng tới những cái điều để cho tham sân si sinh khởi. Chúng ta tưởng tới cái người chúng ta ghét, sân nó sinh khởi. Chúng ta tưởng tới cái người mà chúng ta thương, chúng ta dính mắc, tham bắt đầu sinh khởi. Chúng ta mơ tưởng về quá khứ, những cái nỗi buồn bắt đầu nó sinh khởi. Chúng ta mơ mộng về tương lai, những cái tưởng đó làm cho tham sân si sinh khởi. Thì giờ chúng ta biết tu tập á, chúng ta hiểu lời dạy của Đức Phật á, thì chúng ta đó là cái người chưa biết thực hành tới niệm xứ, có thể là chúng ta tưởng về cái gì cho thiện sinh khởi. Chúng ta tưởng về giáo pháp của Đức Phật. Hay là chúng ta ngồi chúng ta tưởng tượng, chúng ta nói cuộc đời này là vô thường, cuộc đời này giả tạm mà phù du. Thì khi mà chúng ta tưởng vậy đó là thiện nó cũng sanh ra, chúng ta đỡ dính mắc. Hay là chúng ta tưởng về ăn Đức Phật, ăn Đức Pháp, hay là ăn Đức Tăng. Hay là chúng ta tưởng về cái thân thể chúng ta đó là bất tịnh, đó là vô ngã. Chúng ta tưởng, chúng ta dùng tư tưởng, chúng ta tưởng vậy cái thiện tâm nó cũng sanh. Thì đó là cho những người đó, chúng ta chưa biết tu tập tới niệm xứ. Còn khi chúng ta biết tu tập tới niệm xứ rồi đó, tức là chúng ta đã phát huy bằng cách là chúng ta quan sát, chúng ta lấy tưởng làm đối tượng. Khi mà những cái kinh nghiệm nào đó, chúng ta biết đó, thì chúng ta nhớ lại, hay là những cái hình ảnh, hay là những cái sự mà chúng ta hiểu biết, những gì mà chúng ta biết rồi và biết lại, thì những cái kinh nghiệm đó, chúng ta là hành giả tới niệm xứ, chúng ta quan sát. Thì chúng ta sẽ quan sát, chúng ta thấy rằng cái sự kinh nghiệm đó, đó nó cũng thay đổi. Nó có gì gọi là ta của ta. Chẳng hạn giờ các vị đi học, ngày xưa các vị học là do cái sự kinh nghiệm của các vị nó thuộc về tưởng. Thì có những điều mà các vị học bây giờ các vị hơi quên, các vị muốn nhớ nhớ không được. Thì chúng ta thấy là cái tưởng chúng ta nó cũng vô thường, nó cũng là vô ngã. Có lúc này lúc khác. Lúc thì cái trí nhớ chúng ta nó siêu việt lắm. Có lúc thì chúng ta quên. Thì chúng ta thấy rằng cái tưởng nó cũng là vô thường, nó cũng là khổ, là vô ngã. Thì ở đây Đức Phật dạy rằng, này các tỳ kheo, tưởng là vô thường, cái gì vô thường là khổ, cái gì khổ là vô ngã, cái gì vô ngã cần với chánh trí tuệ biết rằng, cái này không phải của tôi, không phải là tự ngã của tôi. Các vị tu tập tới niệm xứ, tuy rằng những gì đang xảy ra chúng ta biết, nhưng mà cái biết của chúng ta nó kèm theo cái tưởng, nó chưa có tuệ. Sau này chúng ta mới có tuệ. Tức là chúng ta tu tập, chúng ta phải trải qua ba giai đoạn, tức là tưởng chi, thức chi và tuệ chi. Các vị đó,
quan sát các vị thấy cứng mềm nóng lạnh, thì trong lúc mà quan sát đó, cái sự quan sát đó đó nó thuộc về gì? Nó thuộc về niệm. Còn trong lúc mà chúng ta biết đây là cứng nè, đây là mềm, đây là nóng, đây là lạnh, đó là tưởng đó. Nhưng mà cái tưởng này nó thuộc về thiện, mà cái tưởng này đó lâu ngày nó sẽ đưa đến cho chúng ta có trí tuệ. Nhờ chúng ta có tưởng chi, rồi chúng ta có thức chi, và chúng ta sẽ có tuệ chi. Ngay giờ chúng ta đó hãy nhớ rằng khi mà chúng ta đó có sự cứng mềm, chúng ta quan sát, cái sự quan sát đó nó thuộc về niệm. Và cái sự biết cứng mềm đó, tại sao chúng ta biết? Tại trước kia chúng ta đã từng biết đây là cứng mềm, giờ chúng ta ghi nhận lại, chúng ta biết đây là cứng mềm, nó thuộc về tưởng. Rồi sau này chúng ta tu tập đến trình độ tuệ chúng ta có rồi, chúng ta biết sự cứng mềm nó thuộc về tưởng, và tuệ nó thấy rằng cái sự cứng mềm đó là vô thường, là khổ, là vô ngã. Khi đó chúng ta có tuệ. Nhưng bây giờ chúng ta muốn có tuệ chi thì chúng ta phải có tưởng chi trước cái đó. Thì những cái tưởng đó đó, cái tưởng đó là chúng ta đang phát huy trong tứ niệm xứ đó. Thì lâu ngày chúng ta sẽ nhận thức được vô thường, khổ, vô ngã. Thì đây Đức Phật dạy đó, cái tưởng nó cũng là vô thường, là khổ, là vô ngã đó, nó không phải của mình đó. Thì khi mà chúng ta hiểu như vậy, cho dù chúng ta có học kinh nghiệm, chúng ta có giỏi như thế nào đi nữa, chúng ta là một vị pháp sư thông thạo về giáo pháp của Đức Phật, tức là chúng ta học là chúng ta học bằng cái sự kinh nghiệm là tưởng. Và chúng ta mới thực hành, chúng ta chưa có trí tuệ, mà những cái sự kinh nghiệm của chúng ta đó, nó cũng thuộc về tưởng thôi. Mà giờ chúng ta lại chấp vào cái tưởng này là tự ngã của mình, là ta của ta đó, thì cái đó chúng ta sẽ kiêu hãnh, và chúng ta phải tự hào về mình. Và cái đó là chúng ta không có tiến bộ trong giáo pháp Đức Phật, và chúng ta đã có tà kiến, nó đã len lỏi. Thì như vậy chúng ta không thể nào phát triển đến sự giác ngộ được. Nên chúng ta hiểu là cái sự kinh nghiệm của mình, cái sự hiểu biết của mình chỉ là tưởng thôi. Trong đời này chúng ta kinh nghiệm, chúng ta biết, nhưng mà chúng ta đó, tái sanh đời sau, chúng ta còn biết như vậy hay không? Chúng ta quên hết rồi. Thì chúng ta thấy cái tưởng nó cũng là vô thường thôi. Nên chúng ta hiểu như vậy đó, chúng ta hiểu đây là chức năng của tưởng. Nên cái sự kinh nghiệm, cái sự biết đó, chúng ta quan sát, và chúng ta thấy được cái sự thay đổi của nó, và cái sự khổ đau của nó, cái sự vô ngã của nó. Nên chúng ta phá đi cái sự ngã mạn của mình. Thì đây chúng ta tu quán tưởng á, tức là khi nào chúng ta phải nhớ tưởng á, thì tức là cái sự kinh nghiệm của chúng ta đó, thì khi nào có sự kinh nghiệm hoặc cái sự hiểu biết trong đời sống của chúng ta đó, chúng ta phải cần quan sát, chúng ta biết đây là tưởng hưởng. Cho nên Đức Phật dạy rằng này, các tỳ kheo, tưởng là vô thường, cái gì vô thường là khổ, cái gì khổ là vô ngã, cái gì vô ngã cần với chánh trí tuệ biết rằng cái này không phải của tôi, không phải là tôi, và không phải là tự ngã của tôi. Đó là cái pháp thứ ba. Pháp thứ tư á, thuộc về hành uẩn. Hành là gì? Hành tức là cái sự cố ý của tâm, cái sự tạo tác của tâm. Các vị muốn ăn, các vị muốn nói, các vị muốn làm thiện, các vị muốn làm ác, thì những cái sự muốn đó, cái sự cố ý đó, cái sự chủ ý nó thuộc về hành. Mà xưa giờ đó chúng ta chấp vào cái hành này của chúng ta, mà chúng ta cứ đồng hóa với cái hành ác đó. Tức là cái hành mà cái tâm mình chúng ta tạo tác, chúng ta muốn làm ác đó, như là thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩa ác. Chúng ta chỉ phát triển những điều bất thiện không. Cho nên Đức Phật dạy rằng này, các tỳ kheo, hành là vô thường, cái gì vô thường là khổ, cái gì khổ là vô ngã, cái gì là vô ngã cần với chánh trí tuệ biết rằng cái này không phải của tôi, không phải là tôi, không phải tự ngã của tôi. Thì khi mà người cư sĩ chúng ta đó, là những người cư sĩ nào chúng ta mới tu á, thì chúng ta phải phát triển bằng cái hành thiện, là chúng ta phải luôn luôn cái tâm chúng ta nghĩ về điều thiện, chứ chúng ta không có nghĩ về điều ác. Tâm chúng ta thường hướng về Đức Phật, hướng về lời dạy Đức Phật. Chúng ta suy tư những gì mà Đức Thế Tôn đã dạy. Tức là chúng ta chỉ phát huy, chúng ta cố ý để chúng ta phát huy những cái tâm thiện thôi. Nhưng chúng ta không có phát huy những tâm bất thiện, chúng ta không có phát huy những cái hành ác. Thì đó là cho những người cư sĩ chúng ta mới bước đầu mà chúng ta chưa biết thực hành tứ niệm xứ. Còn khi chúng ta thực hành tứ niệm xứ đó, tức là chúng ta là những người phát triển trí tuệ cao cấp. Nên khi nào chúng ta tu tập những giai đoạn, chúng ta thấy được cái tâm chúng ta hướng đến, và cái sự cố ý của tâm.
chúng ta chánh niệm lâu ngày đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng á, cái tâm bất thiện và tâm thiện á, nó sanh khởi này nó phải có nguyên nhân, chứ không phải là tự nhiên nó sanh đâu. Chẳng hạn giờ cái hành á, mà chúng ta nói chung á, chẳng hạn giờ các vị muốn đi thì trong lúc đó cái tâm các vị muốn đi, nó tác ý, cái sự tác ý liên tục đó đó, cái tâm mình nó muốn đi đó, thì bắt đầu nó sẽ làm cho cái thân thể chúng ta nó di chuyển, rồi chúng ta sẽ đứng dậy đi. Thì cái sự muốn đi đó nó thuộc về hành. Giống như giờ chúng ta đó muốn thân chúng ta làm ác đi, gọi là hành ác, cái tâm chúng ta nó cố ý, nó tác ý, nó muốn đánh đập chúng sanh đó, nó muốn giết con đó, nó muốn trộm cắp tài sản của chúng sanh khác, cái tâm chúng ta bắt đầu nó tác ý đến và nó khởi lên nhiều lần và nó sai sử cái thân của mình, thể đi ăn cắp đồ của người khác, hay là chúng ta có thể giết con vật này con vật kia. Thì chúng ta thấy rằng cái tâm muốn đó nó thuộc về hành đó, thuộc về hành ác. Và chúng ta muốn đi làm thiện cũng vậy, tức là chúng ta có sự cố ý muốn làm, thì cái sự muốn đó, cái sự tác ý đó nó thuộc về hành thiện. Thì khi mà chúng ta tu tập tới niệm xứ đó, thì chúng ta thấy rằng cho dù hành thiện hay hành ác nó cũng là vô thường thôi, nhưng mà chúng ta tu tập đó, tới niệm xứ lâu ngày chúng ta sẽ triệt khai, chúng ta loại bỏ những cái hành ác, chúng ta chỉ phát triển hành thiện. Nhưng mà những cái hành thiện chúng ta cũng quan sát, chúng ta biết nó là vô thường, khổ vô ngã, nó không phải là của mình. Các vị đang cố ý chánh niệm để phát huy chánh niệm, nhưng lúc đó các vị đang tức là phát triển hành thiện. Nhưng mà cái hành thiện của các vị đó, mà các vị cố ý để chánh niệm, cái hành thiện này để xuất ly luân hồi, chứ không phải là tiếp nối luân hồi. Chúng ta nhớ, chúng ta hành tứ niệm xứ, tức là những cái thiện đưa đến sự xuất ly để rút ngắn luân hồi. Còn những chúng sanh khác mà họ không hiểu gì Phật giáo, những cái hành thiện của họ chỉ tiếp nối luân hồi thôi. Tại vì có những chúng sanh đó, họ không hiểu gì Phật pháp, người ta vẫn làm thiện, người ta vẫn bố thí, người ta vẫn giữ giới, thì những cái sự bố thí đó, giữ giới đó vẫn là thiện. Nhưng mà những chúng sanh này đâu có biết thực hành tứ niệm xứ để nhận thức được vô thường, khổ, vô ngã của các hành, đâu mà để giải thoát được cái sự luân hồi. Thì trong lúc mà các vị muốn cố ý để chánh niệm, chúng ta cố ý muốn cho cái chánh niệm mình được liên tục, chúng ta siêng năng như vậy, nhiệt tâm như vậy, tức là các vị đang hành thiện. Và có những lúc mà chúng ta chánh niệm, chúng ta thấy có sự kinh nghiệm, kinh nghiệm chúng ta thấy không có ai trong đó, thì sự kinh nghiệm đó nó cũng thuộc về hành thiện. Thì khi mà chúng ta tu tập lâu ngày, chúng ta thấy rằng trong lúc đó chúng ta thấy chỉ có cái tâm nó đang quan sát, tức là đang có chánh niệm thôi, chứ không có người chánh niệm, không phải tôi đang chánh niệm. Và có những lúc mà chúng ta kinh nghiệm, chúng ta quan sát sự kinh nghiệm, chúng ta biết cái này nó chỉ là hành thôi, thuộc về hành thiện. Ở sự kinh nghiệm chúng ta thấy có lúc thì nó có lúc thì nó mất, đâu phải nó kéo dài hoài đâu. Thì cái kinh nghiệm đó chúng ta thấy nó cũng là vô thường, nó cũng phải của mình, nên chúng ta cũng không có chấp thủ vào nó, không có hãnh diện về mình. Tại vì chúng ta thấy nó đâu phải là của mình đâu mà mình phải hãnh diện về nó. Thì đây khi chúng ta tu tập lâu ngày, chúng ta thấy rằng những cái sự kinh nghiệm hay là những cái tâm mà nó hướng về điều thiện hay điều ác, hay là cái điều thiện đi nữa, cái tâm thiện đi nữa, thì chúng ta thấy nó cũng liên tục thay đổi, nên chúng ta không chấp thủ vào nó nữa. Cho nên chúng ta tu tập thì chúng ta thấy rằng chúng ta phải quan sát cái tâm hành của chúng ta là chỗ đó. Cho nên chúng ta tu tập những giai đoạn chúng ta thấy chỉ có bố thí chứ không có người bố thí, chỉ có giữ giới chứ không có người giữ giới, chỉ có hành thiền chứ không có người hành thiền, chỉ có kinh nghiệm chứ không có người kinh nghiệm, để chúng ta thấy được cái lý vô ngã, khi đó chúng ta mới hoàn toàn giải thoát. Nếu các vị còn thấy rằng tôi đang bố thí, tôi đang giữ giới, tôi đang chánh niệm, tôi đang hành thiền, thì có cái tự ngã trong đó rồi. Vậy đó chúng ta sẽ đưa cái bản ngã mình lên, chúng ta hạ bệ người khác. Tôi là cái người bố thí, các vị là cái người bỏng sẻn, tôi là cái người giữ giới, các vị là người không có giới, tôi là người có tu thiền, các vị không có tu thiền, tôi là người có kinh nghiệm, các vị không có kinh nghiệm. Tức là mình đưa cái bản ngã mình lên. Thì giờ chúng ta biết rằng hành nó cũng là vô thường, khổ và vô ngã. Cho nên đây Đức Phật mới dạy rằng, này các tỳ kheo,
Hành là vô thường, cái gì vô thường là khổ, cái gì khổ là vô ngã, cái gì vô ngã cần với chánh chiếu tuệ biết rằng cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi và cái này không phải là tự ngã của tôi. Bởi vì khi mà chúng ta tu tập tứ niệm xứ lâu ngày, chúng ta thấy rằng cái tâm hành của chúng ta đó, cho dù nó có hướng thiện hay hướng bất thiện, nó cũng sanh diệt. Chúng ta quan sát chúng ta thấy rõ, cho dù cái tâm thiện chúng ta thấy nó cũng mất, tâm bất thiện nó cũng mất. Lâu ngày chúng ta trải nghiệm được cái lý vô thường của các hành. Và chúng ta thấy mỗi cái tâm hành chúng ta, cái sự cố ý thiện hay cố ý ác, chúng ta cũng thấy nó là cái sự khổ. Làm ác đã khổ rồi, cái điều đó chúng ta dễ nhận thức. Giết người, cướp của, làm những điều ác, bị công an bắt, rồi chúng ta ở tù, thì đó là khổ, chúng ta dễ nhận thức. Nhưng mà các vị hành thiện, các vị thấy có khổ không? Khi mình đề cập đến tam tướng vẫn khổ. Tuy rằng chúng ta ngồi thiền, có những lúc tâm chúng ta rất là an lạc, thoải mái, nhưng mà cái sự an lạc nó vẫn sanh diệt, chứ nó không có thường hằng. Mà cái sự an lạc nó vẫn sanh diệt thì nó luôn luôn có sự áp đảo, bức bách, nó là khổ. Mà cái sự an lạc nó đâu có kéo dài, nó đâu có tồn tại mãi đâu, nó cũng là vô ngã. Nó cũng do duyên mà có. Chúng ta tu tập lâu ngày, chúng ta sẽ thấy được, chúng ta trải nghiệm được vấn đề này. Nên chúng ta hiểu được lời Đức Phật dạy, hành là vô thường, hành là khổ, hành là vô ngã. Khi đó chúng ta không còn chấp vào cái hành là ta của ta nữa. Đó là chúng ta phải cần hiểu, đó là cái chi pháp thứ tư gọi là hành uẩn. Thứ năm gọi là thức uẩn. Thức là gì? Tức là chúng ta phải hiểu gồm có sáu thức. Nếu mà chúng ta nói hẹp đó, có sáu thức. Đó là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Thức là chúng ta biết một cách đơn thuần thôi. Các vị nhìn sơ mà các vị chỉ biết chỉ là đối tượng thôi, chứ không có sự phân biệt gì trong đó. Thì trong lúc đó gọi là thức uẩn. Biết qua sáu giác quan. Nhãn thức biết được cảnh sắc, nhĩ thức biết được cảnh thinh, tỷ thức biết được cảnh mùi, thiệt thức biết được cảnh vị, thân thức biết được cảnh xúc và ý thức biết được cảnh pháp. Biết một cách đơn thuần đó gọi là thức. Thì đây Đức Phật đã dạy rằng á, thức là vô thường, cái gì vô thường là khổ, cái gì khổ là vô ngã, cái gì vô ngã cần với chánh chiếu tuệ biết rằng cái này không phải của tôi, không phải là tôi và cái này không phải tự ngã của tôi. Mà xưa giờ chúng ta phát triển thức bất thiện không? Chúng ta nhìn cảnh để ta tham sân si sanh khởi, chúng ta nghe để phát triển tham sân si sanh khởi, chúng ta ngửi để phát triển tham sân si sanh khởi, chúng ta ăn cũng vậy để phát triển tham sân si sanh khởi, khi mà chúng ta xúc chạm cũng vậy để phát triển tham sân si sanh khởi. Và khi ý nhận biết các pháp cũng thế. Thì xưa giờ chúng ta không biết tu đó, thì thấy nghe ngửi nếm đụng hay là suy nghĩ đó là chúng ta phát triển tham sân si. Còn bây giờ chúng ta biết tu rồi đó, tức là chúng ta phát triển cái thức liên hệ đến thiện. Tức là chúng ta phải tu tập tới niệm xứ. Cho nên Đức Phật dạy cho Ngài Bá Hí Giá đó, trong cái thấy chỉ là cái thấy, không phải là ông thấy. Trong cái nghe cũng vậy, trong cái ngửi cũng vậy. Thì trong lúc đó Ngài Bá Hí Giá đó, Ngài hiểu được cái thức này do duyên mà có. Đủ duyên nó sanh, hết duyên nó diệt, nó không phải là của mình. Nó không phải là tự ngã. Thì trong lúc đó Ngài Bá Giá, Ngài chứng được đạo quả A-la-hán. Thì đây đó, chúng ta tu lâu ngày chúng ta sẽ thấy được cái thức uẩn. Chẳng hạn các vị tu, các vị ghi nhận tiếng động. Có những lúc mà chúng ta ghi nhận tiếng động, chúng ta thấy tâm chúng ta nó cái suy diễn, nó phân tích. Đây là tiếng người, đây là tiếng xe. Thì khi mà chúng ta quan sát cái sự phân tích đó, đó nó hết phân tích rồi, để chúng ta nghe lại cái tiếng động chỉ là tiếng động, biết chỉ là biết, đó là chúng ta đang phát triển thức uẩn thiện, liên hệ đến thiện. Trong đó nó có niệm, có niệm nó quan sát, và thức nó chỉ biết cách đơn thuần, nó hỗ trợ cho niệm. Thế sau này chúng ta nó tu tập thấy chỉ là thấy, ngửi chỉ là ngửi, nếm chỉ là nếm, xúc chạm chỉ là xúc chạm, suy nghĩ chỉ là suy nghĩ. Chúng ta phát triển thức, tức là thức này liên hệ đến thiện. Cho nên thức là chúng ta phải cần hiểu như vậy. Cho nên Đức Phật dạy rằng này các tỳ kheo, thức là vô thường, cái gì vô thường là khổ, cái gì khổ là vô ngã, cái gì vô ngã cần với chánh chiếu tuệ biết rằng cái này không phải của tôi, không phải là tự ngã của tôi. Các vị nhìn lên sư đó, thì các vị biết một cách đơn thuần, nó thuộc về thức uẩn.
Nhưng mà chúng ta cứ nghĩ rằng cái thức đó là thường hằng không. Thì chúng ta tu tập đến giai đoạn đó, chúng ta thấy cái tâm mà chúng ta biết đơn thuần đó, nó cứ liên tục sanh diệt, sanh diệt, sanh diệt. Nếu mà phân tích theo cái diệu pháp gọi là vô gián duyên, cái tâm này nó tiếp nối tâm khác. Vì cái tâm nó mau quá nên chúng ta nghĩ là thường. Các vị nhìn lên sơ các vị biết, các vị nhắm mắt lại các vị thấy cái biết nó mất. Tức là cái tâm nhận thức nó sanh lên nó do duyên, do có cảnh sắc, có sư là đối tượng, do các vị có con mắt, mắt các vị không có mù. Thứ ba là có ánh sáng, thứ tư là các vị tác ý muốn nhìn. Do bốn cái điều kiện, bốn yếu tố này nhận thức nó sanh lên nó biết được đối tượng. Và chúng ta nghĩ rằng tôi đang biết, cái biết đó là tôi, cái biết đó là tự ngã của tôi. Bắt đầu tà kiến nó sanh lên và cái đó tham, sân, si bắt đầu nó sẽ sanh khởi, nó phá phá chúng ta. Thì cho nên đó, chúng ta thấy rằng cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng hay là ý nhận biết các pháp đó, chúng ta thấy rằng nó đủ duyên nó sanh chứ không phải là nó có sẵn. Nên chúng ta tu tới niệm xứ là chúng ta phải hiểu vậy. Đó là sư trình bày cho người cư sĩ chúng ta hiểu trên phương diện pháp học và pháp hành. Và bây giờ sư sẽ trình bày về năm uẩn nó đang sanh trong lúc mà chúng ta thấy, trong lúc chúng ta nghe cũng có năm uẩn, trong lúc chúng ta ngửi cũng có năm uẩn, trong lúc mà chúng ta xúc chạm cũng có năm uẩn, trong lúc chúng ta ăn cũng có năm uẩn, trong lúc chúng ta suy nghĩ cũng có năm uẩn. Sau này chúng ta chuyển qua chúng ta quán pháp, chúng ta thấy không? Trong lúc thấy năm uẩn sanh diệt, sanh diệt năm uẩn, năm uẩn này sanh diệt nhường cho năm uẩn khác sanh lên, thì trong lúc đó chúng ta thấy chỉ có năm uẩn thôi, năm uẩn sanh, năm uẩn diệt. Thì chúng ta thấy rằng năm uẩn là vô thường, là khổ, là vô ngã. Bây giờ các vị nhìn lên trên sư, thì trong lúc mà các vị thấy sư á, mà các vị biết một cách đơn thuần, biết chỉ là biết thôi, không có sự phân biệt trong đó, thì cái đó thuộc về thức uẩn. Các vị nhìn lên sư mà các vị thấy rằng á, đây là sư khánh tuệ bằng y vàng, đó là cái sự kinh nghiệm của chúng ta, nó thuộc về tưởng uẩn. Và các vị muốn nhìn lên sư, tác ý muốn nhìn hay cố ý muốn nhìn đó, cái sự cố ý đó, cái sự tác ý đó, nó thuộc về hành uẩn. Và khi các vị nhìn sư đó và các vị cảm thấy vui, quan hỷ, nó thuộc về thọ uẩn. Các vị nhìn sư mà các vị cảm thấy buồn, nó thuộc về thọ uẩn, tức là cảm giác đó. Và các vị nhìn sư các vị cái thản nhiên, nó thuộc về gì? Thọ uẩn. Các vị nhìn lên sư đó và các vị nhìn lên các vị thấy được sư là các vị nhờ phải có con mắt, tức là tâm nó phải nương vô con mắt. Thần kinh nhãn nó thuộc về sắc uẩn, hay là cái hình dáng của sư, sư ngồi ở đây đó, nó thuộc về sắc uẩn. Thì khi mà sau này chúng ta tu tập, chúng ta vừa nhìn chúng ta thấy được năm uẩn trong đó. Các vị vừa nhìn lên, các vị thấy cái sự hướng tâm, cái sự cố ý, các vị nhận thức đây là hành uẩn, tức là nó sanh một lượt chứ không phải là cái này có trước, cái này có sau. Các vị vừa nhìn lên là các vị phân biệt được đây là sắc uẩn nè, đây là thọ uẩn nè, đây là tưởng uẩn nè, đây là hành uẩn nè, đây là thức uẩn. Các vị tu tứ niệm xứ đến giai đoạn thuần thục, các vị nhìn lên sư, các vị biết cái sự muốn nhìn, cái sự tác ý muốn nhìn đó là hành uẩn. Và nhìn sư một cách đơn thuần, các vị biết đây là thức uẩn. Các vị nhìn lên sư, các vị biết đây là sư khánh tuệ hay là bằng y vàng, đó là tưởng uẩn. Các vị nhìn lên sư mà có cái cảm giác buồn vui hay thản nhiên, các vị biết đây là thọ uẩn. Và các vị biết sư ở đây là sắc uẩn. Và các vị biết rằng cái con mắt của các vị là sắc uẩn. Thì trong lúc này chúng ta thấy rằng năm uẩn nó cái liên tục nó thay đổi. Thấy cũng có năm uẩn, nghe cũng có năm uẩn, ngửi cũng có năm uẩn, và nếm cũng có năm uẩn, và xúc chạm cũng có năm uẩn, khi chúng ta suy nghĩ cũng có năm uẩn. Thì bài pháp hôm nay đó, để chia sẻ đến cho toàn thể Phật tử chúng ta đó, về năm uẩn là chúng ta tu tập tới niệm xứ đó, là chúng ta đang tu tập tới niệm xứ là chúng ta đang trải nghiệm về, chúng ta đang khám phá về năm uẩn, tức là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Là chúng ta thấy rằng cái thân và tâm này chỉ có năm uẩn thôi. Không có đàn bà, không có đàn ông, không có anh, không có chị, không có con người, không có bản ngã. Như vậy tức là cái tứ niệm xứ của chúng ta đó, lâu ngày nó phát triển đến đỉnh cao. Và chúng ta hiểu được tâm tứ và các vị sẽ giải thoát. Suy nghĩ rằng, tuy rằng có một số Phật tử chúng ta chưa hiểu, nhưng mà đây là cũng cái duyên để cho các vị có cái cơ hội để sau này các vị tìm tòi và giúp cho các vị có thể giác ngộ trong tương lai. Mình nói những người cư sĩ mà chúng ta đã tu tập lâu hay chúng ta có hiểu về giáo lý Đức Phật đó, thì có thể chúng ta hiểu cái này nó sẽ được rõ ràng và sâu sắc. Thì suy nghĩ rằng bài pháp đến đây cũng vừa phải lẽ.
có phần phước nào phát sanh, xin chia đến tất cả chư thiên, vua trời Đế Thích, Tứ Đại Thiên Vương và tất cả chư thiên hộ trì chánh pháp chư thiên ở xung quanh ngôi chùa Viên Tuệ này, xin các ngài quan hỷ thọ nhận phần phước báo này. Và có phần phước nào phát sanh, xin chia đến các cô tu nữ và toàn thể nam nữ Phật tử trong đời sống luôn luôn được an vui và tinh tấn tu hành để đoạn tận khổ đau, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn, đồng nhau cả thải. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.